Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 153. Dương Diệp mỉm cười, dáng tươi cười có chút tái nhợt. Hắn đang muốn nói, đoạn tội đột nhiên, răng rắc, một tiếng nát ra. Kiếm vỡ. Nhìn mảnh vỡ trước mặt, Dương Diệp ngẩn ngơ, sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, thu vào những mảnh vụn kia. Thật có lỗi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một tiếng kiếm reo từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, tiếng kiếm reo chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không. Thoáng qua, một thanh kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm tổ, thanh kiếm này, chính là kiếm tổ, lúc trước hắn một mực thả ở trong thức hải ân cần săn sóc. Hôm nay, kiếm xuất vỏ. Dương Diệp tay cầm kiếm linh, trong chốc lát, một loại cảm giác kỳ diệu hiển hiện trong lòng. Đây không phải một thanh kiếm. Đây là một phần thể hắn của thân. Đây chính là cảm giác của hắn thời khắc này. Cấp bậc của kiếm tổ không cao hơn đoạn tội cùng kiếm thủ, nhưng giờ phút này, kiếm tổ đã chân chính cùng Dương Diệp hắn tâm thần trùng hợp. Dương Diệp hắn chính là kiếm, kiếm này chính là Dương Diệp. Hắn cùng với kiếm linh chân chính làm thành một thể. Nắm kiếm tổ, Dương Diệp chậm rãi đi về phía yêu thần. Ở trước mặt thân thể khổng lồ của yêu thần, thời khắc này Dương Diệp tựa như một con kiến, vô cùng nhỏ bé. Mà đối mặt Dương Diệp, mạnh như yêu thần cũng không dám chủ quan. Từ vừa mới bắt đầu, yêu thần liền coi Dương Diệp là đối thủ cùng cấp bậc, từ vừa chiến đến bây giờ, yêu thần không có khinh thị chút nào, mỗi một chiêu đều hết toàn lực. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Dương Diệp lại lần nữa thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực ra, Dương Diệp tay cầm kiếm tổ kề sát mi tâm, trong chốc lát, kiếm ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, trong khoảnh khắc, cả kiếm vực bị kiếm ý bao trùm, thoáng qua, một thanh lại một thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở trong kiếm vực. Vô địch kiếm trận. Cách đó không xa, trong mắt yêu thần xuất hiện vẻ ngưng trọng, hai đấm chậm rãi nắm lại, trong chốc lát, quanh người xuất hiện một khối lại một khối lân phiến thật dày, những lân phiến này lóe ra ánh sáng màu đen, trừ lần đó ra, ở quanh người yêu thần, đột nhiên xuất hiện khí lưu nhẹ nhẹ. Những khí lưu này tựa như dòng điện không ngừng xuyên toa. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Chém. Thanh âm rơi xuống. Ông. Vô số tiếng kiếm reo đồng thời vang vọng, trong chốc lát, cả kiếm vực lập tức bị kiếm quang bao trùm. Mà thời điểm tiếng kiếm reo vang vọng, yêu thần đột nhiên mở hai tay, trong chốc lát, những khí lưu lưu động ở quanh người hắn tràn vào lòng bàn tay. Sau một khắc, yêu thần đột nhiên thả người nhảy lên. Song trưởng chụp xuống. Ầm. Hai cỗ lực lượng mới vừa xuất hiện, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tiếng nổ này làm cho toàn bộ hư không chiến trường vỡ nát. Giờ phút này, hư không chiến trường đã thực sự trở thành tử địa, không có vài vạn năm, không gian ở đây không cách nào khôi phục bình thường. Dương Diệp cùng yêu thần ở trong chiến trường, bình tĩnh một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, vô số kiếm quang lập lòe. Cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Trong chàng mới khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, Dương Diệp cùng yêu thần xa xa tương đối, ở khóe miệng Dương Diệp, máu tươi tràn ra, mà ở quanh người yêu thần, vết kiếm trải rộng, máu tươi không ngừng tí tách, bởi vì hình thể yêu thần, cái này nhìn giống như máu chảy thành sông, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cách đó không xa, yêu thần nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ta bình sinh rất ít phục người, nhưng không thể không phục ngươi, bằng chừng ấy tuổi, có thực lực như thế, ta. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng yêu thần, thoáng qua, kiếm vực xuất hiện lần nữa, Dương Diệp gầm lên giận dữ, hai tay nắm kiếm cắm xuống. Phát giác được một màn này, sắc mặt yêu thần kịch biến, hắn không nghĩ tới Dương Diệp chiến đến loại trình độ này, còn có thể thi triển ra một kiếm kinh khủng như vậy. Bởi vì hình thể, hắn căn bản không có cách trốn tránh, ngay cả phản kích cũng không được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau đó lại xuất kích. Trong khoảnh khắc, sau lưng yêu thần, vô số lân phiến đột nhiên tụ tập, chắn vị trí kiếm của Dương Diệp rơi xuống. Ầm, kiếm rơi xuống, thân thể cao lớn của yêu thần run lên kịch liệt, yêu thần muốn chạy đi, nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Xuy, cả người Dương Diệp mang kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể yêu thần, trong chốc lát. Toàn bộ thân hình yêu thần cương cứng. Yên lặng một cái chớp mắt. Răng rắc.
vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể yêu thần bắn ra, qua trong giây lát, thân thể cao lớn phân chia thành vô số khối từ không trung rơi xuống. Yêu thần vẫn lạc. Ngay lúc này, Dương Diệp cầm theo kiếm từ trong huyết vụ chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn rơi vào trên người chúng thánh. Dương Diệp nắm kiếm chậm rãi nâng lên chỉ vào chúng thánh, gằn giọng nói. Đến. Yêu thần vẫn lạc. Trong tràng, đám người ma quân thật không ngờ kết quả sẽ là như thế. Lúc trước, yêu thần chiếm thượng phong, trong sân chiến đấu cũng là yêu thần đang áp chế Dương Diệp. Nhưng một kiếm cuối cùng này, yêu thần lại không thể tiếp được. Dương Diệp vẫn cao hơn một bậc. Dưới tổ cảnh đệ nhất nhân. Àm. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ngoài vạn dặm, đang bị chúng thánh liên thủ, hầu tử một cái không cẩn thận, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở thời điểm bay ra ngoài, mười mấy vị thánh nhân lập tức nhào tới, Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng lúc này, mười người chắn ở trước mặt của Dương Diệp. Cầm đầu là Linh Thần, Thiên Quân, Ma Quân, Vu Hoàng, Man Chủ. Trừ mấy người kia, người còn lại cũng là cường giả trong cường giả. Hiển nhiên, lúc này đây, đám người Linh Thần không định cùng Dương Diệp đơn đả độc đấu. Sự thật chứng minh, cùng Dương Diệp đơn đả độc đấu, là một hành động ngu xuẩn. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế kinh khủng. Chúng thánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi hầu tử bị đánh bay, thân thể đang điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc, một cự viên xuất hiện. Thời khắc này, hầu tử thân cao chừng mấy trăm trượng, hình thể rộng thùng thình, giống như một tòa thành nhỏ. Viễn cổ cự viên. Cái này là bản tôn của hầu tử. Hầu tử rất ít khi dùng bản tôn, bởi vì có rất ít người có thể ép buộc hắn dùng bản tôn. Mà giờ khắc này, mười mấy vị thánh nhân, dù cho mạnh như hầu tử, cũng chống đỡ không được. Lại không dùng bản tôn, sợ là không có cơ hội dùng. Sau khi hầu tử khôi phục bản thể, kim bảng trong tay hắn cũng lập tức trở nên lớn gấp mấy trăm lần. Thời khắc này hầu tử tay cầm kim bảng, khí tức cường đại lan ra, quả thực cho người ta cảm giác vô địch. Mà thánh nhân vây công hắn, giờ phút này thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hầu tử bây giờ, bất kể là lực lượng hay phòng ngự, đều tăng lên rất nhiều, có thể nói, chân chính đại chiến hiện tại mới bắt đầu. Tới đánh. Ngay lúc này, tiếng giống giận dữ của hầu tử vang lên, thoáng qua, hắn thả người bay lên, bay thẳng đến chúng thánh. Lực lượng cường đại, chấn động thiên địa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía An Nam Tĩnh. Giờ phút này, chung quanh An Nam Tĩnh cũng có mười mấy vị thánh nhân. Trên người An Nam Tĩnh đã có nhiều chỗ tổn thương, hơn nữa nàng bị áp chế, cơ bản chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu như không phải ý thức chiến đấu của nàng siêu quần, thực lực cũng vô cùng cường hãn, sợ là đã sớm vẫn lạc. Nhìn thấy tình cảnh của An Nam Tĩnh, tâm Dương Diệp lập tức trầm xuống, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, thanh âm của An Nam Tĩnh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ta tự mình tới. Theo câu này dứt lời, chiến thiên trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên rời khỏi tay, chiến thiên hóa thành cầu vồng chấn động ra, mười mấy vị thánh nhân ở trước mặt An Nam Tĩnh bị chấn bay ra ngoài. Thoáng qua, hai tay An Nam Tĩnh chậm rãi giơ lên, cái đưa tay này, toàn bộ không gian hắc động run lên kịch liệt, ngay sau đó, trên hai tay xuất hiện một cỗ khí lưu nhàn nhạt. Tiên thiên chi khí. Trong tràng có thánh nhân kinh hô. Thế giới mới bắt đầu, có ba khí, hồng mông tử khí. Tiên thiên chi khí, hỗn độn chi khí, ba khí tác dụng không giống nhau. Mà tiên thiên chi khí này, kỳ thật trong cơ thể mỗi người đều có. Người đang là bào thai, dựa vào cái gì hô hấp? Là dựa vào tiên thiên chi khí, chỉ có điều ở thời điểm xuất thế, tiên thiên chi khí sẽ biến mất, cũng không phải thật sự biến mất, mà là lưu ở trong cơ thể của mình. Đương nhiên, cũng không phải tiên thiên chi khí của tất cả mọi người đều ở lại trong cơ thể mình, chỉ có thể chất đặc biệt. Ví dụ như võ thần thể chất của An Nam Tĩnh, mới có thể giữ lại tiên thiên chi khí, hơn nữa chỉ là giữ lại, muốn điều khiển tiên thiên chi khí này khó lại càng khó. Thế gian ít có người làm được, An Nam Tĩnh là một cái trong số đó. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt chúng thánh, thoáng qua, nàng đấm ra một quyền. Ở trước mặt nàng, một thánh nhân bản năng phòng ngự, nhưng hắn còn chưa làm ra phản ứng. Liền bị một quyền này đánh thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt. Thiên địa vỡ. Ngay lúc này, thanh âm của An Nam Tĩnh đột nhiên vang lên, một cự thủ đột nhiên xuất hiện ở trong tràng,
Sau một khắc, cánh tay khổng lồ này trực tiếp đánh về phía chúng thánh ở trước mặt nàng. Như tên, chiêu ấy rơi xuống, tựa như muốn đập vỡ mảnh thiên địa này, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cách đó không xa, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Có thể chống đỡ một hồi. Bất kể là An Nam Tĩnh hay Hầu Tử, mặc dù bọn hắn không thể thủ thắng, nhưng có thể chống đỡ một hồi, chỉ là một hồi. Mà hắn thì sao? Nhìn 10 vị thánh nhân trước mặt mình, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Trốn. Kia khẳng định là không được. Chiến. Chiến đến chết. Dương Diệp mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hầu ca, Tĩnh Nhi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của chúng ta rồi. Cho nên, hôm nay chúng ta liền tận tình giết, giết một đủ vốn. Thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Trước đứng ra là Ma Tổ, hai mắt Ma Tổ híp lại, tay phải chậm rãi nâng lên, thoáng qua, một tấm bia mộ đen nhánh từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra, bia mộ đón gió căng phồng, lập tức biến lớn gấp mấy trăm lần, cùng lúc đó, vô số hắc khí từ trong đó như lôi điện bắn nhanh ra. Đạo kiếm quang kia của Dương Diệp lập tức bị những điện quang này bao trùm, cùng lúc đó, lực lượng cường đại lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng thời điểm Dương Diệp bay ra ngoài, đột nhiên hắn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Ma Tổ. Bối thứ sát. Nhưng khi hắn mới xuất hiện, một trung niên tóc đỏ thẫm không có dấu hiệu nào cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tà Tổ, ở trong tay Tà Tổ, nắm một cái đầu lâu màu đỏ. Chính là đầu lâu này chặn kiếm của Dương Diệp, không chỉ như thế, một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm từ trong đầu lâu cuồn cuộn quét ra, khí lưu lập tức bao phủ Dương Diệp lại. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm reo từ trong khí lưu vang vọng lên. Thoáng qua, kiếm quang từ trong đó bắn ra, nhưng lúc này, một cột sáng đỏ như máu đánh vào bụng của Dương Diệp. Dương Diệp lập tức bay ra ngoài, mà thời điểm hắn vừa bay ra ngoài, Man Thần đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ở trong tay Man Thần, là một thanh cự chùy màu đen, cự chùy này trực tiếp đập về phía đầu của Dương Diệp. Một chùy này, Dương Diệp muốn tránh cũng không được. Dương Diệp cũng không có trốn, mặc cho cự chùy đập vào trên đầu hắn. Thấy cự chùy của mình rơi vào trên đầu Dương Diệp, Man Thần có chút ngẩn người, Dương Diệp lại chết như vậy. Hắn rất tự tin, nếu như Dương Diệp không phòng ngự, không tránh né, một chùy này nhất định có thể để cho Dương Diệp hồn phi phách tán. Nhưng một chùy này của hắn vừa rơi vào trên đầu Dương Diệp, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, bởi vì ở trên đầu Dương Diệp, xuất hiện một tầng hộ giáp nhàn nhạt. Hồng mông giáp. Ở thời khắc mấu chốt này, Dương Diệp sử dụng hồng mông giáp. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn ngược lại đâm vào ngực của Man Thần. Xuy. Một kiếm này, trực tiếp tước mất nửa người của Man Thần. Sau một khắc, thân hình Dương Diệp lóe lên, xuất hiện ở bên phải mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lấy hắn, trong chớp mắt này, tâm thần hắn trở nên hoảng hốt, cả người tựa như rơi vào thâm uyên. Phu hoàng, phu thuật, khí tức quá quen thuộc. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, nhưng đúng lúc này, hồng mông tháp trong cơ thể hắn run lên kịch liệt, ngay sau đó, một cỗ quang mang kim sắc bao phủ thân thể hắn, chính xác là che chở thần hồn của hắn, sau khi hồng mông tháp xuất thủ, cảm giác không khỏe lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này, Phù Hoàng đã xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, bất quá Dương Diệp cũng phản ứng cực nhanh, trở tay chính là một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, Dương Diệp và Phù Hoàng đồng thời bị bắn ra, nhưng lập tức có mấy vị thánh nhân tuôn tới hắn. Trong hồng mông tháp, thời khắc này Tiểu Bạch có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, nhảy tới nhảy lui, như đang nghĩ biện pháp. Mà một bên, Thiên Tú yên lặng đứng đấy, im lặng không nói. Bên ngoài hồng mông tháp, thời khắc này chiến đấu đã đến gay cấn. Cho dù Hầu Tử, An Nam Tĩnh còn có Dương Diệp át chủ bài ra hết, nhưng kết quả sau cùng, cũng tránh không được chiến bại. Bọn hắn bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà bại, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ nhất định phải chết. Trong hư không, một lão giả lẳng lặng đứng đấy. Lão giả này, đúng là đạo tổ. Không ra tay tự nhiên không phải vô tình. Giờ phút này đại thiên vũ trụ nhằm vào Dương Diệp, là chiều hướng phát triển, nếu đạo gia đứng ở bên Dương Diệp, chính là ngược dòng mà lên, chính là đối địch với đại thiên vũ trụ. Mà kết quả kia, chính là bị diệt. Hắn cũng không phải một người,
sau lưng còn có đạo gia. Nghĩ sai thì hỏng hết, một quyết định không đúng, khả năng sẽ khiến cả đạo gia bị diệt. Dương Diệp có được linh chủ, không buông bỏ linh chủ, này chính là một bế tắc. Kỳ thật coi như Dương Diệp buông tha cho linh chủ, bách tộc cũng sẽ không để cho hắn sống. Loại thiên tài như Dương Diệp, nếu như là địch rồi, phải ở trước khi hắn còn chưa triệt để lớn lên tiêu diệt. Bằng không thì chờ hắn lớn lên, chính là lúc bách tộc cùng bọn họ diệt vong. Muốn linh chủ, Dương Diệp cũng phải chết. Cái này là thái độ của bách tộc cùng Phật gia còn có binh gia. Trầm mặc hồi lâu, đạo tổ thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Mà ở một bên khác, hai nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Đúng là Đinh Thược Dược cùng Chí Nữ. Không xuất thủ sao? Chí Nữ hỏi. Đinh Thược Dược mặt không biểu tình. Chờ tới khi nào? Chí Nữ hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đinh Thược Dược nhìn xa xa hồi lâu, sau đó nói. Chờ bọn hắn chết trận, kéo tàn bách tộc thánh nhân. Thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình nào. Hiện tại thần tộc có 26 vị thánh nhân, nhưng ở trước mặt bách tộc, hay là có vẻ hơi không đủ. Nếu như thần tộc muốn ngư ông chi lợi, vậy cũng chỉ có chờ. Chờ Dương Diệp, An Nam Tĩnh còn có hầu tử chiến tàn bách tộc. Chỉ có như vậy, thần tộc mới có thể làm người thắng cuối cùng. Trong tràng, Chí Nữ nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Thần tộc, nàng biết, Đinh Thược Dược ở giữa tình cảm riêng tư cùng thần tộc, cuối cùng vẫn lựa chọn thần tộc. Lúc không có xung đột, nàng sẽ đứng ở bên Dương Diệp, nhưng lúc cả hai có xung đột, Đinh Thược Dược sẽ đứng ở bên thần tộc. Đương nhiên, cũng phải như thế. Nếu như Đinh Thược Dược không đứng ở bên thần tộc, nàng sẽ không chút do dự bãi miễn Đinh Thược Dược, dù cho Dương Diệp cũng có ân với Chí Nữ nàng, nhưng hết thảy đều dùng thần tộc làm trọng. Bất kể là nàng hay Đinh Thược Dược, ở trong lòng các nàng, thần tộc lợi ích chí thượng. Xa xa, chiến đấu còn đang kéo dài. Nhưng giờ phút này, bất kể là An Nam Tĩnh hay Dương Diệp, hầu tử cũng đã trọng thương. Đặc biệt là hầu tử, một cánh tay bị đánh nát, trừ lần đó ra, ở quanh người hắn, lân phiến đều đã bị đánh nát, máu tươi như nước suối không ngừng tràn ra. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mà Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng không khá hơn chút nào. Chiến. Đối với ba người mà nói, hiện tại bọn hắn chỉ có chiến, chiến đến chết. Ngay lúc này, hư không chiến trường đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một kết giới vô hình xuất hiện. Sau một khắc, 11 nữ tử đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu đúng là thiên nữ. Thiên nữ nhìn phía xa, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, thoáng qua, nàng há mồm gầm một tiếng. Ầm. Không trung đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ, tựa như ngân hà cự thú, cái miệng khổng lồ này cắn về phía Trung Thánh. Thôn thiên. Giờ khắc này, cái miệng khổng lồ kia dường như ngay cả thiên cũng muốn nuốt mất. Cách đó không xa, trong nội tâm Trung Thánh cả kinh, không dám khinh thường, trong đó linh thần đột nhiên từ mặt đất bay lên, hai tay nhẹ nhàng chiêu chiêu, một cỗ lực lượng vô hình chấn động ra. Rầm 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 rầm. Đạo đạo lực lượng không ngừng đánh về phía cái miệng khổng lồ, trừ lần đó ra, Ma Quân cũng khẽ vẫy tay phải, bia mộ phóng lên trời, trực tiếp nện ở trên cái miệng khổng lồ. Ầm. Ở trong ánh mắt của mọi người, cái miệng khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng rơi xuống dưới. Phốc. Cách đó không xa, trong miệng thiên nữ phun mấy ngụm máu, trong nháy mắt, sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt. Bất quá, trải qua thiên nữ quấy phá, Dương Diệp, hầu tử còn có An Nam Tĩnh lập tức được một chút thời gian nghỉ ngơi, ba người tụ lại chung một chỗ. Khi thấy thảm trạng của đám người Dương Diệp, trong mắt chư nữ đều không đành lòng. Thời khắc này, Dương Diệp máu me be bét khắp người, máu kia đã không biết là của hắn hay của người khác. Trừ lần đó ra, kiếm trong tay của hắn đã trải rộng lỗ hổng. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, toàn thân Dương Diệp không có một chỗ tốt. Mặc dù có hồng mông giáp, nhưng cũng không thể không hạn chế sử dụng, chỉ có thể vào lúc mấu chốt nhất sử dụng. Bởi vậy nhiều khi, hắn đều chỉ có thể sử dụng thân thể của mình đi ngạnh kháng. An Nam Tĩnh hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. An Nam Tĩnh ý thức chiến đấu siêu quần, tuy đối phương có thể gây tổn thương cho nàng, nhưng nếu nàng muốn tránh, vẫn rất khó tạo thành tổn thương chí mạng. Bất quá cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng ngũ tạng đều đã nứt. Đó là bị lực lượng đánh rách.
Cách đó không xa, ánh mắt ma quân rơi vào trên người đám người thiên nữ. Các ngươi là người phương nào? Thiên nữ nhìn thoáng qua đám người ma quân, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không có sao. Cê Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía đám người thiên nữ. Tại sao lại tới? Lúc này, huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng vuốt vuốt đầu Dương Diệp. Nếu như ngươi gọi chúng ta là tỷ tỷ, chúng ta tự nhiên phải đứng ở phía bên ngươi. Hiện tại, chúng ta đã rời khỏi U Minh Điện rồi. Dương Diệp lắc đầu, vừa định nói, nhưng một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Dương Diệp lần nữa lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói, hứ. Các ngươi sẽ chết, nghe ta một câu, hiện tại đi ngay, vẫn còn kịp. Huyết nữ cười nói, nếu như chúng ta bị cường giả vây công, ngươi sẽ không hỏi không quản sao. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, lúc này huyết nữ lắc đầu. Không nói những thứ này, đi theo chúng ta. Đi. Xa xa, trong mắt ma quân hiện lên vẻ dữ tợn. Buồn cười, các ngươi đi được sao? Thanh âm rơi xuống, mười mấy vị thánh nhân trực tiếp bao vây chúng nữ còn có Dương Diệp lại. Bách tộc tề tụ thánh nhân, hơn 100 vị, mà hơn 100 vị, ngoại trừ vừa rồi chết trận một ít, hiện tại vẫn hơn trăm. Đội hình bực này, trừ thần tộc, có thể nói là lực lượng của cả đại thiên vũ trụ rồi. Trong tràng, hai mắt thiên nữ chậm rãi đóng lại. Một màn này, nàng đã nghĩ được, nhưng nàng vẫn tới. Theo Dương Diệp chôn cùng. Chúng nữ U Minh Điện không có nghĩ nhiều như vậy, thiên nữ nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nàng triệt để thức tỉnh, một sự kiện vĩnh viễn không cách nào quên. Chính là thời điểm huyền giả đại lục muốn vỡ nát, thiên đạo chi nhãn muốn tiêu diệt nàng, khi đó tất cả mọi người cách xa nàng, chỉ có một người đứng ở trước mặt nàng. Người đó nói với nàng đừng sợ, có hắn ở đây. Người này, chính là Dương Diệp. Mà khi đó, thời điểm chúng nữ U Minh Điện gặp nạn, cũng là Dương Diệp đứng ra. Lúc này đây, kế hoạch của nàng là một người đến, nhưng kế hoạch này thất bại. Chư nữ U Minh Điện đều lựa chọn tới đây. Không có người ngăn cản nàng. Hai mắt thiên nữ chậm rãi mở ra. Nếu như không cho đi, vậy đánh đi. Thêm ta một cái. Ngay lúc này. Một giọng nói từ xa xa truyền đến, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Người tới hình thể bưu hãn, trên bờ vai khiêng một cây lang nha bổng, người này không phải người khác, đúng là ở tử giới biết Aman. Dương Diệp lắc đầu. Man tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi? Lúc này, Aman đột nhiên nói. Ta nghĩ nghĩ, ta vẫn quyết định phải làm chút gì, không làm, lương tâm ta cả đời không qua được, cho nên ta tới. Con người trên đời này. Ai có thể trường sinh bất tử? Hẳn không ai có thể làm được, mà bây giờ, lại là thời đại mạt pháp, không chừng cũng không lâu lắm thì phải chết. Nếu như phải chết, ta cảm thấy, vẫn là cùng huynh đệ chung một chỗ chết trận tương đối khá. Ha ha! Ngay lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, mọi người nhìn qua, cách đó không xa, một đám thanh niên bay vút đến. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Vô Tịnh, còn có Đao Cuồng, Tần Xuyên, Linh. Mà những người ở bên cạnh bọn họ, đều là huynh đệ ở tử giới cùng Dương Diệp vào sinh ra tử. Đám người Tần Xuyên đi tới trước mặt Dương Diệp, Tần Xuyên cười nói. Có phải bất ngờ hay không? Có phải rất kinh hỉ hay không? Ha ha! Dương Diệp lắc đầu. Thật sự không cần phải như thế, coi như các ngươi không đến, Dương Diệp ta cũng coi bọn ngươi là huynh đệ, ta. Tần Xuyên lắc đầu, cắt đứt lời của Dương Diệp. Ngươi sai rồi. Cái gì gọi là huynh đệ? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đó là huynh đệ. Chỉ có thể có phúc cùng hưởng, lại không thể có nạn cùng chịu, đó là huynh chó má đệ. Đao Cuồng nhẹ gật đầu. Có lý. Lúc này, Linh một mực ít nói chuyện cũng nói. Chúng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, xác thực, hôm nay đại thiên vũ trụ một đời tuổi trẻ, Dương Diệp ngươi cùng An Võ Thần chói mắt nhất, nhưng dưới các ngươi là ai? Là những người lúc trước từ tử giới bỏ ra ngoài như chúng ta. Chúng ta có lẽ chảm giết không được một vị thánh nhân, nhưng cá nhân ta mà nói, nếu như ta lấy mạng tương bác, muốn chém giết một vị thánh nhân, ít nhất cũng có năm thành cơ hội. Tần Xuyên cười hắc hắc. Ta so với hắn tốt một chút, ta không sai biệt lắm có năm thành rưỡi, ha ha. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Hai chữ huynh đệ ở trong lòng, các ngươi không đến. Ta vẫn coi các ngươi là huynh đệ. Đây là sự tình của Dương Diệp ta, thật sự, các ngươi không cần phải dính vào,
càng không cần phải bởi vì ta, mà liên lụy gia tộc của các ngươi cũng không phải một người, sau lưng đều có thế lực. Chúng ta đều là người cô đơn. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên nói. Trước khi đến, chúng ta đã thoát ly gia tộc, hiện tại chúng ta cùng gia tộc không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại chúng ta chính là chúng ta, chỉ đại biểu chính chúng ta. Dương Diệp nhìn đám người Tần Xuyên hồi lâu, sau đó nói. Đáng giá không, sẽ chết. Ngươi như thế nào dài dòng như vậy? Lúc này Vu Tịnh đột nhiên nói. Đây không phải ngươi mà chúng ta biết. Đúng vậy. Tần Xuyên nói. Rõ ràng còn nói cái gì có đáng giá hay không, lúc trước Dương Diệp ngươi ở tử giới vốn có thể bình yên rời đi, nhưng lại vì chúng ta mà quay đầu, lúc ấy có nghĩ qua đáng giá không? Hơn nữa, lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta sớm đã chết ở tử giới rồi. Với chúng ta mà nói, chết ở thời đại mạt Pháp, cái kia rất không đáng, nhưng nếu cùng ngươi chung một chỗ chết trận, vậy rất đáng giá. Dương Diệp đắng chát cười cười. Các ngươi, U Minh Thập Nhất Nữ, đám người A-man. U Minh Thập Nhất Nữ cùng đám người A-man, ngoại trừ thiên nữ, người còn lại không phải thánh nhân, nhưng những người này, là một đời tuổi trẻ thiên tài nhất của đại thiên vũ trụ trừ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nếu như không có Dương Diệp và An Nam Tĩnh, những người này chính là nổi bật nhất. Sở dĩ bọn hắn không có danh khí lớn như vậy, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hào quang của hai người quá lớn, che lấp thiên tài còn lại. Đơn giản mà nói, những người này hôm nay nếu chết ở đây, tương lai coi như bách tộc có thể sống sót, cũng sẽ xuất hiện thiên tài đứt gãy, không người kế tục. Đám người ma quân minh bạch điểm này, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Hai mắt ma quân chậm rãi đóng lại. Giết! Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo từ chân trời xa xa vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ phía chân trời xa xôi phá không bắn tới. Tất cả mọi người nhìn về phía kiếm quang. Dương Diệp có chút ngẩn người. Khí tức thật quen thuộc. Kiếm ý có chút quen thuộc. Ở dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú, một nữ tử mặc váy xanh theo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn căn bản không biết nữ tử này. Mà sau khi nữ tử này xuất hiện, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Dương Diệp. Đã lâu không gặp. Nữ tử đột nhiên cười nói. Dương Diệp nói. Ngươi là ai? Thật sự không nhớ ta sao? Nữ tử cười nói. Dương Diệp lắc đầu. Có chút quen thuộc, nhưng ta có thể xác định, ta chưa từng gặp qua ngươi. Đương nhiên. Nữ tử cười nói. Lúc ngươi gặp ta chỉ là hài đồng, hiện tại, ta đã lớn. Hài đồng. Dương Diệp sửng sốt. Lúc này, nữ tử cong ngón búng ra. Một tia kiếm ý đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp. Này là... Dương Diệp kinh ngạc nhìn kiếm ý trước mắt, bởi vì kiếm ý này, chính là kiếm ý của hắn. Tuy rất yếu, nhưng kiếm ý này là của hắn. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Tư Đồ Thính Vân. Dương Diệp lặng một hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi là tiểu cô nương kia. Thính Vân. Giờ khắc này, Dương Diệp nhớ ra rồi. Lúc ở hạ giới. Hắn bởi vì thiên phú của tiểu cô nương này, nên tặng nàng ba đạo kiếm ý, hành động này, là hắn tiện tay làm. Cũng không có mục đích gì, chỉ cảm thấy tiểu nữ hài thiên phú không tồi, cho nên tặng cho đối phương kiếm ý. Hắn thật không ngờ, tiểu nữ hài năm đó vậy mà đến nơi đây. Kỳ thật Dương Diệp cũng không biết, năm đó kiếm ý của hắn đã là đỉnh phong, vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Hắn nho nhỏ đưa tặng, đối với một tiểu nữ hài tu kiếm có ý vị như thế nào? Ngoài ý muốn a, nữ tử cười nói, Thính Vân, phải nói là Thính Vân kiếm đế, có lẽ người trong sân chưa từng nghe qua hai chữ này, nhưng ở hạ giới, hai chữ này như Dương Diệp và An Nam Tĩnh bây giờ, chói mắt như vậy. Dương Diệp quan sát nữ tử một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Thật bất ngờ, không nghĩ tới người phát triển đến loại trình độ này. Cô gái trước mắt, năm đó vẫn chỉ là hài đồng, cũng đã là kiếm ý linh cảnh. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp, mà bây giờ, mặc dù cảnh giới của đối phương chỉ là đại thiện cảnh, nhưng tu vi kiếm đạo vô cùng hùng hậu, ngay cả hắn cũng có chút nhìn không ra sâu cạn. Thính Vân cười nhẹ, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể đối phó ba vị thánh nhân, còn lại ta liền không thể ra sức. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không nợ ta cái gì. Đó là ngươi cho rằng như vậy thôi.
Thính Vân nhìn Dương Diệp. Năm đó tích thủy tri ân, nay dũng tuyển báo đáp. Nói xong, nàng hóa thành một tia kiếm quang vọt về phía mấy vị thánh nhân. Kiếm khí cường đại vô cùng vô tận lan ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không dám khinh địch. Mấy vị thánh nhân bị kiếm ý của Thính Vân bao phủ vội vàng vận chuyển huyền khí, sau đó bắt đầu ngăn cản. Vậy đánh đi. Lúc này, thân hình thiên nữ đột nhiên run lên, hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời, ở bên cạnh nàng, là huyết nữ cùng manh nữ, tam nữ trực tiếp dùng uy áp cường đại bao phủ mười mấy vị thánh nhân. Ngay lúc này, A-man đột nhiên nói. Chư vị huynh đệ, hôm nay nếu chúng ta chết trận, xin nhớ kỹ, kiếp sau mọi người vẫn làm huynh đệ. Thanh âm rơi xuống, A-man tay cầm lang nha bổng bay thẳng tới một vị thánh nhân. Ha ha! Tần Xuyên đột nhiên cười phá lên. Man tỷ, người quá gấp, chờ ta một chút. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng trực tiếp xông ra ngoài. Đao cuồng nhìn về phía Linh. Ban đầu ở tử giới, ta và ngươi đều cùng Man tỷ giao thủ, nhưng hai người bọn ta không thể đánh thắng nàng. Mà ta và ngươi lại chưa bao giờ giao thủ, hôm nay so không? Tỷ thí thế nào? Linh lạnh nhạt nói. Đao cuồng cười nói. So ai giết thánh nhân trước? Linh nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, hắn hóa thành một luồng sáng trắng bắn ra. Mà một bên, đao cuồng cũng rút đao, hai tay nắm đao bay thẳng đến một vị thánh nhân gần nhất. Lúc này, hầu tử đột nhiên phát ra tiếng hét giận dữ, thoáng qua, hai tay mãnh liệt vỗ, trong chốc lát, không gian trong phương viên mấy chục dặm run lên kịch liệt, ngay sau đó, hầu tử tựa như một ngọn núi lớn vọt tới chúng thánh. Trong tràng, sắc mặt đám người ma quân cực kỳ khó coi. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Tuy bên bọn hắn còn chiếm ưu thế, nhưng coi như bên bọn họ chiến thắng Dương Diệp, hơn nữa đánh chết Dương Diệp, thì cũng sẽ tổn thất nặng nề, chân chính nguyên khí tổn thương nặng nề. Những người trước mắt này, không có một cái nào là đơn giản. Vì sao bách tộc cùng hai đại gia thánh nhân ra hết? Bởi vì bọn họ không muốn cho Dương Diệp bất cứ cơ hội nào, cũng không muốn cùng Dương Diệp lưỡng bại câu thương, hy vọng có thể dùng giá thấp nhất tiêu diệt Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Diệp đột nhiên thêm nhiều bằng hữu như vậy, đây hoàn toàn làm loạn kế hoạch của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có đường lui. Trận chiến này, chỉ có một kết quả này chính là, không phải Dương Diệp vong, chính là bách tộc vong. Ánh mắt ma quân dần dần lạnh như băng. Giết, một cái cũng không lưu lại. Giết, trong chốc lát, gần trăm vị thánh nhân từ trong hư không loạn lưu phóng lên trời. Trận này chiến. Không hề thua năm đó bách tộc cùng thần tộc đại chiến. Trong tràng, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh khế gật đầu, sau một khắc, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của ma quân, trong lòng ma quân hoảng hốt, nếu như một mình đối mặt Dương Diệp hoặc An Nam Tĩnh, hắn đều không sợ chút nào. Nhưng hai người này chung một chỗ, cái này cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, Dương Diệp và An Nam Tĩnh muốn tuyệt sát ma quân. Thánh nhân chung quanh ma quân cũng biến sắc, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng đã không kịp, bởi vì Dương Diệp và An Nam Tĩnh ra tay quá nhanh. Ma quân cũng không phải người bình thường, phản ứng cực nhanh, thời điểm Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một cỗ hắc khí kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra, thoáng qua, một bia mộ ngăn ở trước mặt hắn. Ngay lúc này, trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên vẻ dữ tợn, nàng tay phải cầm chiến thiên mãnh liệt cắm xuống. Trực tiếp cắm vào trên bia mộ. Một cỗ sóng khí kinh khủng lập tức chấn động ra. Bia mộ rạn nứt. Mà lúc này, chân phải An Nam Tĩnh đạp mạnh, cái dậm này, trực tiếp dẫm lên chiến thiên. Chiến thiên chấn nát bia mộ, nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang lặng yên xuất hiện ở sau lưng ma quân, trong lòng ma quân kinh hãi gần chết, hai tay mãnh liệt vỗ xuống. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động ra. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở trước mặt hắn bị lực lượng này chấn ra, nhưng thời điểm Dương Diệp và An Nam Tĩnh bị đánh bay, chiến thiên đột nhiên rời khỏi tay, kiếm trong tay Dương Diệp cũng hóa thành kiếm quang bắn nhanh ra. Xuy xuy, xa xa, thân thể ma quân cương cứng. Ở trước ngực, cắm chiến thiên, mà ở sau lưng là kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên thủ, tuyệt sát ma quân. Ma quân có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Mạnh mẽ, thanh âm rơi xuống. Thân thể ma quân trực tiếp nổ bể ra,
kiếm cùng chiến thiên lập tức bay trở về trong tay Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Cách đó không xa, Man Vương, Linh Thần còn có Vu Hoàng dựa vào nhau. Giờ khắc này, bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, bất kỳ người nào trong bọn hắn, đều không thể đối kháng Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên thủ. Hai người này liên thủ, thật sự quá kinh khủng. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Không có sao chứ. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu nàng nói. Còn có thể chiến. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Nếu như không phải ta, bằng thiên phú của ngươi, tương lai có lẽ sẽ trở thành cường giả tuyệt thế như Tiêu Giao Tử. Hôm nay, ngươi rất có thể cùng ta chết ở đây. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Cùng chết. Dương Diệp cười ha ha, tiếng cười như sấm, trực thấu thiên địa. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, mà sau lưng hắn là An Nam Tĩnh. Lúc này, Man Vương, Linh Thần, Vu Hoàng đồng thời ra tay, ở bên cạnh bọn hắn, còn có hơn 10 vị thánh nhân. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đã lòng nóng như lửa đốt, nàng đang xin Hồng Mông Tháp. Nhưng Hồng Mông Tháp cũng bất lực, nó là một kiện thần khí, mặc dù có uy lực, nhưng cũng phải nhìn người nào sử dụng. Mà Dương Diệp, còn không có chính thức nắm giữ nó. Nếu như để cho nó một mình ra ngoài đối kháng thánh nhân, căn bản không được, trừ khi mấy thánh nhân kia tiến vào trong nó. Bất quá thời khắc này Hồng Mông Tháp cũng ý thức được tình cảnh của Dương Diệp, điên cuồng lợi dụng Hồng Mông tử khí chữa trị. Trừ lần đó ra, nó còn ý thức được một chút, chính là phải để cho Dương Diệp nắm giữ nó. Lúc trước, nó căn bản không có nghĩ những thứ này, Dương Diệp tự nhiên cũng không có suy nghĩ những thứ này. Nhưng bây giờ, Dương Diệp đối mặt nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy, cái này để cho nó cảm nhận được nguy cơ. Nó cùng Dương Diệp là có vinh cùng vinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lúc trước nó bị Dương Vô Địch cưỡng ép chồng vào trong cơ thể Dương Diệp, đã cùng Dương Diệp hòa làm một thể, Dương Diệp chết, coi như nó không vẫn lạc, bản linh cũng sẽ bị hao tổn. Nhìn thấy Hồng Mông Tháp cũng không có cách nào, Tiểu Bạch càng kịch liệt hơn. Cuối cùng, nàng theo bản năng nhìn về phía Thiên Tú cách đó không xa. Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng, Thiên Tú ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, nàng nhẹ nhẹ xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, lẩm bẩm nói. Không được, không được, không được, A Tú không thể ra tay, không thể ra tay. Tiểu Bạch không hiểu nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú giống như mất hồn. Có người cường đại hơn. A Tú ra tay, ca ca sẽ chết. Địch nhân cường đại hơn. Trong vô tận hắc động, lúc trước Dương Diệp tìm được cánh cổng ánh sáng, giờ phút này cánh cổng ánh sáng đang rung động. Không biết trải qua bao lâu, một bóng mờ đột nhiên từ trong đó chậm rãi đi ra. Bóng mờ kia quét nhìn chung quanh một cái, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không mịt mờ, nhìn cả đại thiên vũ trụ. Qua hồi lâu, hư ảnh đột nhiên nói. So với hư linh tộc năm đó, sinh linh của đại thiên vũ trụ hôm nay, thực yếu a. Nói đến đây, thanh âm của hư ảnh đột nhiên có chút dữ tợn. Hư linh nữ, người hy sinh bản thân cùng sinh linh của đại thiên vũ trụ, trọng thương bất tử tộc ta. Để cho bất tử tộc ta không thể không rời khỏi đại thiên vũ trụ, cả tộc ngủ say mấy chục vạn năm, hôm nay, đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn bất tử tộc ta? Ha ha! Trong tiếng cười lộ ra điên cuồng. Phần khuất nhục này, bất tử tộc đã nhận lấy mấy trăm ngàn năm. Kịch chiến còn đang kéo dài. Giờ phút này, bách tộc cùng đám người Dương Diệp chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Chết! Một người lại một người chết, trong này có thánh nhân bách tộc. Cũng có người bên Dương Diệp. Àm! Theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh ở trong hư không bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua, tâm lập tức như kim đâm đau nhức. Người này không phải người khác, đúng là Tần Xuyên. Tần Xuyên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nhếch miệng cười cười. Dương huynh, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ đi trước một bước. Nói xong, huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra, qua trong giây lát. Thân thể bành trướng lên. Thân thể Tần Xuyên trực tiếp nổ bể, một cỗ lực lượng đáng sợ quét ra, cổ lực lượng này trực tiếp đánh thánh nhân vào tới trước mặt hắn nát bấy. Tự bảo, đồng quy vô tận. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Đao Cuồng. Ha ha, Linh, lão tử trước hết giết một thánh nhân, ha ha, người thua. Kiếp sau chúng ta lại so. Thanh âm rơi xuống,
thân thể đột nhiên cương cứng, sau đó từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cách đó không xa, Linh nhìn thoáng qua đao cuồng rơi xuống, lau máu tươi ở khóe miệng. Chớ đi quá nhanh, lập tức tới ngay. Nói xong, thân thể đột nhiên rung động kịch liệt, trong chốc lát, chung quanh vô số linh khí tụ đến, mà huyền khí trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt, vô số huyền khí hội tụ chung một chỗ. Ầm, thân thể Linh đột nhiên nổ bể ra, một cỗ phong bạo đáng sợ giống như núi lửa bộc phát khuếch tán. Hai thánh nhân ở trước mặt hắn bị chấn bay, trong đó một thánh nhân thân thể vỡ nát, thánh nhân khác cũng bị thương thật nặng, không còn chiến lực. Nhưng Linh vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Ở một bên khác, thanh âm của Vu Tịnh đột nhiên vang lên. Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà đi nhanh như vậy. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng A-man. Dương huynh, Man tỷ, nếu như tí nữa ta toàn thây, nhớ đổi cho ta một bộ quần áo sạch, lão tử không thể như mấy tên khốn kiếp kia bẩn thỉu chết đi, ha ha. Ở trong tiếng cười, Vu Tịnh vọt tới. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng chặt. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt tràn ra. Mà ở trước mặt hắn không xa, An Nam Tĩnh một người kiềm chế chúng thánh. Ầm. Ngay lúc này, xa xa ngoài vạn trượng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó một vật lớn bay ra ngoài. Vật khổng lồ này đúng là hầu tử. Giờ phút này cánh tay phải của hầu tử đã hoàn toàn biến mất, trên người trải rộng vết thương, máu tươi không ngừng từ toàn thân hắn tràn ra, thời khắc này hầu tử giống như mặc quần áo màu đỏ ngòm. Sau khi rơi xuống, hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Linh viên tộc, kính nhờ huynh đệ. Thanh âm rơi xuống, hầu tử đột nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ, sau một khắc, tay trái cầm kim bảng bắn ra. Thiêu đốt. Quanh người tại hầu tử, một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Thiêu đốt chính mình. Giờ phút này, khí thế của hầu tử cường đại trước đó chưa từng có, trực bức lão tổ cảnh. Mà kim bảng trong tay hắn lúc này cũng hoàn toàn biến thành hỏa diễm. Đó là triệt để bị thiêu đốt. Tự hủy. Sốt cuộc, hầu tử tiến vào trong bầy thánh nhân. Ầm. Một âm thanh nổ vang rung trời, cả một khu vực, gần 17 vị thánh nhân tiêu tán. Hồn phi phách tán. 17 vị thánh nhân, ở trước mặt cỗ lực lượng này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà hầu tử thực sự hồn phi phách tán. Một kích kia, là hắn thiêu đốt bản thân đổi lấy. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chắc. Móng tay đã xâm nhập vào trong thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả bàn tay. Thiên địa nhãn. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Ở bên ngoài mấy vạn trượng, manh nữ đột nhiên mở mắt, trong chốc lát, hai cột sáng đỏ như máu nổ bắn ra, trong chốc lát, những nơi cột sáng đi qua, hết thảy đều mai một, trong đó hai vị thánh nhân càng bị đốt cháy thành hư vô, nhưng trong cặp mắt của manh nữ tràn ra hai hàng chất lỏng màu đỏ. Hai hơi sau. Manh nữ có chút quay đầu, nhìn về phía dưới. Minh vực tinh vực, bờ biển, mộ phần. Manh nữ chậm rãi đưa tay phải ra. Ta nói rồi, ta sẽ theo ngươi. Thanh âm rơi xuống, hai mắt manh nữ chậm rãi đóng lại, trên người không còn bất kỳ khí tức gì. Tam tỷ. Lúc này, Minh nữ ở cách đó không xa đột nhiên hét giận dữ, trong chốc lát, một sợi xiềng xích xuyên thẳng ra, một vị thánh nhân ở trước mặt nàng bị xiềng xích xuyên qua đầu. Mà bản thân nàng cũng bị một vị thánh nhân khác đánh bay ra ngoài. Ở chỗ sâu trong tinh không xa xôi, một lão giả lẳng lặng nhìn bên này, ở bên người lão giả, là binh gia trọng giả. Lúc này đây, trọng giả cũng không có tham dự vào, phải nói, hắn đã rời khỏi binh gia. Năm đó sát phạt nhất mạch bị tàn sát, hắn đã muốn rời đi. Bất quá hắn muốn trọng trấn sát phạt nhất mạch, bởi vậy không có chọn rời đi. Mà hôm nay, thời điểm binh gia hãm hại Dương Diệp, tâm hắn triệt để lạnh. Vô cùng thê thảm. Lão giả nói. Trọng dạ nhìn về phía lão giả. Thiên cơ tiền bối không xuất thủ sao? Thiên cơ lão nhân lắc đầu. Ra tay, cũng cứu không được hắn. Vì sao? Trọng dạ khó hiểu. Giờ phút này, bách tộc cùng bọn hắn tổn thất nặng nề, nếu ta và người ra tay, tất. Không có tác dụng đâu. Thiên cơ lão nhân quay đầu nhìn về phía chân trời. Đừng quên còn có một thần tộc, thần tộc. Nghe vậy, trong lòng trọng dạ cả kinh. Bọn hắn. Thiên cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Sắc mặt trọng dạ âm trầm. An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta khả năng không được. Nói xong, một ngụm máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra.
Lúc này, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, giờ phút này tay phải của An Nam Tĩnh đã nát, đó là bởi vì dùng lực lượng quá độ mà bị cắn trả. Dùng sức một mình, chống lại mười mấy vị thánh nhân, trong đó mấy vị là nửa chân đạp đến tổ cảnh. Có thể làm được như thế, không thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng nàng so với bất luận một vị thiên tài nào trong lịch sử đại thiên vũ trụ cũng không kém cỏi. An Nam Tĩnh dừng lại, mấy thánh nhân ở trước mặt nàng cũng theo đó ngừng lại. An Nam Tĩnh quá kinh khủng, cho bọn hắn áp lực quá to lớn. Giờ phút này, An Nam Tĩnh dừng lại, bọn hắn cũng không có ý tưởng thừa thắng xông lên. Một chút ý tưởng cũng không có. Cái này là thực lực của An Nam Tĩnh. Dương Diệp đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, tay hắn khẽ vuốt hai má nàng, tâm tựa như kim đâm đau nhức. Cáo biệt. An Nam Tĩnh cùng hắn nói những lời này, kỳ thật là cáo biệt. Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười vô cùng thê lương, tiếng cười càng lúc càng lớn, trực thấu chân trời. Sau một khắc, biểu lộ của Dương Diệp dần dần dữ tợn. Đột nhiên, ở trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp cong lên hai ngón tay trực tiếp đâm vào mắt của mình. Xùy. Hai cỗ máu tươi bắn ra. Ầm. Một cỗ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, sát ý tựa như thủy triều điên cuồng bạo tăng. Ha ha. Dương Diệp điên cuồng cười lớn. Hận, Dương Diệp ta hận, Dương Diệp ta hận, ha ha. Sát ý điên cuồng tăng vọt, trong chốc lát, phương viên mấy trăm ngàn dặm huyết hồng, mọi người tựa như đặt mình ở trong biển máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Trong tiếng cười lớn, sát ý của Dương Diệp còn đang điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó, chung quanh vô số máu tươi liên tục không ngừng tụ đến, không chỉ chung quanh, giờ khắc này, cả đại thiên vũ trụ, phàm là địa phương có máu tươi, những máu tươi kia dường như nhận lấy cái gì kêu gọi, đều trực tiếp phóng lên trời, sau đó xuyên toa không gian tụ về phía Dương Diệp. Không chỉ máu tươi, cả đại thiên vũ trụ, bất kỳ người nào tản mát ra sát ý đều đột nhiên biến mất, này không phải chân chính biến mất, mà là toàn bộ đều xuyên toa không gian đi tới vị trí của Dương Diệp. Máu tươi, sát ý, liên tục không ngừng tụ về phía Dương Diệp. Sát ý. Cách đó không xa, linh thần kinh hãi. Sát ý này. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt hắn lập tức trợn lên. Không được, sát ý của hắn muốn chứng tổ, ngăn cản hắn. Sát ý chứng tổ. Nghe vậy, trong lòng thánh nhân bách tộc kinh hãi. Một khi sát ý của Dương Diệp bước vào tổ cảnh, vậy đối với chúng thánh trong tràng mà nói, tuyệt đối là một tai nạn chân chính. Dương Diệp ở thời khắc này, bọn hắn đối phó cũng đã vô cùng cố sức. Thử hỏi, nếu Dương Diệp đạt tới tổ cảnh, khi đó? Nghĩ một chút liền sợ. Không chút do dự, chúng thánh trực tiếp buông tha đám người minh nữ, xông về phía Dương Diệp. Toàn bộ đều xông về phía Dương Diệp. Phải ngăn cản sát ý của Dương Diệp chứng tổ. Đây là ý niệm duy nhất của đám người linh thần giờ phút này. Cản bọn họ lại. Ngay lúc này, trong chàng không biết ai hô một câu. Thoáng qua, An Nam Tĩnh xông ra ngoài, sau lưng nàng là đám người huyết nữ. Mà giờ khắc này, đám người linh thần kia cũng điên cuồng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu để cho sát ý của Dương Diệp chứng tổ, mọi người đều chạy trời không khỏi nắng, cho dù chết, cũng không thể để cho sát ý của Dương Diệp chứng tổ. Thời điểm đám người linh thần dốc sức liều mạng, chiến đấu chính thức tiến vào gay cấn. Một khắc sau, chiến thiên trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên bắn ra. Xùy, chiến thiên cắm vào ngực của một thánh nhân, thân thể thánh nhân này tan biến. Chiến thiên bay về tới trong tay An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nắm lấy chiến thiên chống đỡ thân thể, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lần này, thật sự không được, con đường tương lai, không thể cùng ngươi đi tới rồi. Nói xong, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Sức cùng lực tận. An Nam Tĩnh mệt mỏi. Thực quá mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu chiến đến bây giờ, nàng là người mệt mỏi nhất trong chàng, mà bây giờ, nàng thật sự không được. Thời điểm hai mắt An Nam Tĩnh muốn triệt để nhắm lại, một đôi tay đột nhiên bưng lấy hai má của nàng, An Nam Tĩnh dùng hết tất cả lực lượng của mình mở mắt, ở trước mặt nàng là Dương Diệp. Giờ phút này, toàn thân Dương Diệp đỏ thẫm. Hai mắt sớm đã không còn. Chứng kiến Dương Diệp như vậy, tâm An Nam Tĩnh vô cùng đau xót. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, con đường tương lai, cùng đi với ta được không? Thanh âm rơi xuống, hắn thu An Nam Tĩnh vào trong hồng mông tháp.
An Nam tĩnh tiến vào Hồng Mông Tháp lập tức vận chuyển, vô số Hồng Mông tử khí điên cuồng bao phủ An Nam tĩnh, mà Tiểu Bạch thì vội vàng thúc giục linh khí ra trì nàng. Nhưng khí tức của An Nam tĩnh vẫn càng ngày càng suy yếu. Tiểu Bạch đã khóc thành mít ướt. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngồi xổm ở bên cạnh An Nam tĩnh, An Nam tĩnh nhìn về phía Thiên Tú. Ta sợ thật sự không được, ngươi, sau này ngươi giúp hắn, được không? Thiên Tú nhìn An Nam tĩnh, không nói gì. An Nam tĩnh nói khẽ. Hắn, là một người tốt. Người tốt? Dương Diệp là người tốt sao? Có lẽ người khác không nghĩ như vậy, nhưng ở trong lòng An Nam tĩnh, Dương Diệp là người tốt. Lúc trước, dưới thành, vạn tiễn cùng bắn, là Dương Diệp dùng thân thể che chở nàng. Sau lần kia, trong lòng nàng in bóng một người. Nguyện vì quân cùng thiên hạ là địch. Hai mắt An Nam tĩnh chậm rãi đóng lại, nhưng đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên đưa tay kéo tay của An Nam tĩnh, trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí vô cùng vô tận không ngừng bao phủ thân thể của An Nam tĩnh. Hư linh chi khí. Đạo tổ từng nói, vũ trụ mới bắt đầu sinh ra, có ba khí, Hồng Mông tử khí, tiên thiên chi khí, hỗn độn chi khí. Kỳ thật ở trước cái này, còn có một khí. Hư linh chi khí. Hư linh chi khí, ở trên ba khí, vĩnh sinh bất diệt, vạn vật không thể xuyên thủng. Nhưng hai mắt An Nam tĩnh cuối cùng vẫn nhắm lại. Tiểu Bạch ngẩn ngơ, sau đó khóc lên. Lúc này Thiên Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Nàng chẳng qua là ngủ mà thôi. Ngủ. Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Tú bảo chứng nhẹ gật đầu. Nhưng trong mắt Tiểu Bạch vẫn là nước mắt, Tiểu Trảo nàng nhẹ nhàng huy động. Ý kia là, ta có phải rất vô dụng hay không? Thiên Tú nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Đừng suy nghĩ nhiều, ca ca sẽ không có chuyện gì đâu. Càng không thể đi làm chuyện điên rồ, hiểu chưa? Làm chuyện điên rồ. Ý nghĩ của Tiểu Bạch rất đơn thuần, rất đơn giản, nàng cảm thấy, chỉ cần mình đi theo đám người linh thần sẽ bỏ qua Dương Diệp. Mà nàng, cũng chuẩn bị làm như thế. Thiên Tú đã nhìn ra mới nói như vậy. Dương Diệp cùng bách tộc mâu thuẫn là linh chủ, nhưng cho tới bây giờ, đã không đơn thuần là linh chủ rồi. Những người kia, là không thể nào để cho Dương Diệp sống. Uy hiếp chân chính. Về phần Tiểu Bạch, lời nói khó nghe, nếu như không có Tiểu Bạch ở trong Hồng Mông Tháp sẽ một mảnh tĩnh mịch. Hồng Mông Tháp lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tự mình sản sinh linh khí. Mà lúc trước sở dĩ Hồng Mông Tháp thiên vị Tiểu Bạch, nguyên nhân chủ yếu là có Tiểu Bạch ở đây, linh khí trong Hồng Mông Tháp sẽ liên tục không ngừng. Tác dụng của Tiểu Bạch là lớn nhất, nàng chẳng qua là không biết đánh nhau mà thôi. Thiên Tú trấn an Tiểu Bạch, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bất quá rất nhanh lại biến thành mờ mịt, nhưng ngay sau đó, lại biến thành lạnh như băng, cứ như vậy một mực biến ảo. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, tất cả mọi người đều ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Giờ phút này, quanh người Dương Diệp đã không còn sát ý, cũng mất đi khí tức máu tanh, nhưng cả người Dương Diệp tựa như một người máu. Thời khắc này Dương Diệp đứng ở đó liền cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Rút lui. Ngay lúc này, trong đầu linh thần vang lên một giọng nói. Thanh âm này, đúng là thanh âm của binh tổ. Rút lui. Linh thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Vì sao? Một lát sau, thần sắc linh thần trở nên cực kỳ khó coi. Năm tổ cảnh không phải không muốn ra tay, mà là căn bản không cách nào ra tay. Trọng thương. Năm vị lão tổ vây công Dương Vô Địch, bị thương căn bản không phải vết thương nhẹ, mà là trọng thương, chuẩn xác mà nói, năm người thiếu chút nữa đều bị Dương Vô Địch giết. Năm vị lão tổ cũng không tính tới, bọn hắn năm người liên thủ vây công Dương Vô Địch, nhưng đổi lấy là loại kết quả này. Sự cường đại của Dương Vô Địch, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mà bọn hắn càng không nghĩ đến là, Dương Diệp ở dưới loại tình huống này, lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Càng không nghĩ tới là, thời khắc này sát ý của Dương Diệp chứng tỏ. Rút lui. Năm vị lão tổ quyết đoán lựa chọn rút lui. Linh thần nhìn lướt qua bốn phía, thánh nhân bách tộc tăng thêm hai đại gia, hiện tại chỉ còn lại không tới 60, trong đó đại bộ phận đều trọng thương. Tổn thất nặng nề. Chân chính tổn thất nặng nề. Linh thần hít sâu một hơi, sau đó nói. Đi. Thanh âm rơi xuống, chúng thánh muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đi.
Thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên. Xùy. Bên cạnh linh thần, một thánh nhân đầu bay ra ngoài. Không hề có sức kháng cự. Nhìn thấy một màn này, trong lòng linh thần kinh hãi, thực lực của Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này. Ra tay. Thanh âm linh thần rơi xuống, hai tay hơi nhấc lên, trong chốc lát, vô số linh khí đột nhiên hội tụ chung một chỗ, thoáng qua, đạo đạo linh lực uyển như lôi điện bắn về phía Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp giơ tay chém ra. Suy, một kiếm ra, những linh lực kia bị chém thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, linh thần cùng các thánh nhân thần sắc cực kỳ khó coi. Thời khắc này Dương Diệp so với trước, đã có cải biến về chất. Giờ phút này thực lực của Dương Diệp, so với lúc trước, mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này đám người Linh Hát Xê thần đã có thoái ý, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng thời khắc này Dương Diệp sao sẽ để cho bọn hắn lùi lại. Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nấc hàng đạp. Xùy. Dưới chân, không gian mai một. Thoáng qua, một đạo kiếm quang huyết sắc bắn ra, đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông vào đám người linh thần. Trong chốc lát, một cỗ sát ý ngút trời bao phủ đám người linh thần lại. Giờ phút này, thần sắc linh thần cũng dữ tợn. Hắn biết, rút lui nhất định là không được. Hiện tại rút lui, chẳng qua là không công để cho thánh nhân ở sau lưng chịu chết. Chiến. Hai tay linh thần vẫy một cái, trong chốc lát, vô số linh khí điên cuồng tụ tập, mà ở bên cạnh hắn, Man Vương cùng Vu Hoàng cũng ra tay. Giờ này khắc này, chỉ có ba người bọn họ có thể chính diện kiềm chế Dương Diệp. Ba người bọn họ phải ở phía trước, bằng không thì thánh nhân sau lưng đỡ không nổi một kiếm của Dương Diệp. Sau khi sát ý chứng tổ, thánh nhân bình thường với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn không đủ nhìn. Trước kia hắn muốn miểu sát một vị thánh nhân, cần phải hết toàn lực, nhưng bây giờ, tiện tay một kiếm là có thể miểu sát một vị thánh nhân. Mà Dương Diệp một bên cùng ba người linh thần dây dưa, một bên giết thánh nhân. Suy suy suy. Trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị. Một đạo kiếm quang tiếp theo một đạo kiếm quang không ngừng hiện ra, mà mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện, đều sẽ có một cái đầu lâu bay ra ngoài. Không đến một khắc đồng hồ, Dương Diệp đã bằng vào lực lượng của mình chu diệt 9 vị thánh nhân. Nhìn thấy một màn này, đám người linh thần chân chính luống cuống. Bởi vì giờ phút này bọn hắn đã không chế trụ nổi Dương Diệp rồi. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được, thời khắc này Dương Diệp đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bây giờ Dương Diệp. Chỉ bằng một hơi chống đỡ, chỉ cần phá một hơi này, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Giết! Linh thần đột nhiên gầm lên giận dữ, trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp, nhưng Dương Diệp đưa tay phá đi cỗ lực lượng này, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang bắn ra. Xùy! Ngoài mấy trăm trượng, đầu một thánh nhân bay ra ngoài. Hao tổn giết hắn! Ngay lúc này! Man Vương đột nhiên gầm thét, một chiếc búa lớn đập về phía Dương Diệp, trong đó ẩn chứa lực lượng làm không gian nát bấy, lực lượng cường đại cũng chấn Dương Diệp không ngừng lùi lại, bất quá chỉ lui về phía sau mà thôi. Bởi vì ở trước mặt Dương Diệp, có một đạo sát ý ngăn trở cỗ lực lượng kia. Chính là cỗ sát ý này chặn một kích toàn lực của Man Thần. Dương Diệp vừa dừng lại, mười mấy vị thánh nhân vây quanh về phía hắn, một bên, đám người giới nữ muốn ra tay, nhưng Dương Diệp đã công kích. Ông! Vô số tiếng kiếm reo vang lên, sau một khắc, vô số kiếm khí màu đỏ như máu từ trong cơ thể Dương Diệp như mưa đổ xuống, những kiếm vũ này bay thẳng đến đám người linh thần. Kiếm khí chính là kiếm khí, nhưng phía trên bao trùm sát ý, bởi vì sát ý này, kiếm khí biến thành cực kỳ khủng bố. Sát ý tổ cảnh. Hội tụ vô số sát ý cùng huyết khí của cả đại thiên vũ trụ mà chứng tổ. Sát ý như thế, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Nhìn thấy vô số sát ý, sắc mặt đám người linh thần trắng bệch. Nhưng đúng lúc này, một đạo Phật quang kim sắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người linh thần, đạo Phật quang kim sắc này trực tiếp ngăn cản những kiếm quang kia của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang đánh vào trên Phật quang. Đạo Phật quang kia trực tiếp nổ bể ra. Bất quá giờ phút này, một vị lão tổ xuất hiện ở trước mặt của đám người linh thần. Đúng là Phật tổ. Bất quá không phải bản tôn, chẳng qua là một bóng mờ. Giờ phút này, bản tôn hắn đã không dám xuất hiện rồi. Bị Dương vô địch đánh tổn thương, nếu như xuất hiện, dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, lại thêm một số người âm thầm,
là hoàn toàn có khả năng giết hắn. Phật tổ nhìn Dương Diệp. Lại chiến, người bên cạnh ngươi đều phải chết. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, tiếp tục đánh, những người còn sống làm sao bây giờ? Chung một chỗ cùng hắn chiến chết ở đây sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, đưa tay chém ra. Ầm, hư ảnh Phật tổ bị chém vỡ. Cút, Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người linh thần. Đám người linh thần nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cùng các thánh nhân quay người rời đi. Trong hư không, hai tay Phật tổ hợp thành chữ thập. Thần tộc, các ngươi thắng. Phía dưới, đám người linh thần rời đi, một nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là Đinh Thực Dược. Mà ở chung quanh đám người minh nữ, xuất hiện gần 25 vị thánh nhân. Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệp. Các ngươi, đã sơn cùng thủy tận, phản kháng, không có bất kỳ phần thắng. Giao ra linh chủ, người bên cạnh ngươi có thể sống. Ý kia là, Dương Diệp hắn phải chết. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chủ động ra hồng mông tháp, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nhếch miệng cười cười, sau đó quơ quơ tiểu chảo. Tiếp đó nàng chủ động bay đến trước mặt Đinh Thực Dược. Sau đó tiểu chảo nàng đặt ở vị trí cổ họng mình. Để cho Dương Diệp đi, bằng không thì nàng chết. Tuy Tiểu Bạch ngây thơ, đơn thuần, nhưng nàng không hề ngốc. Nàng biết hiện tại Dương Diệp tình huống như thế nào. Đám người Dương Diệp thật sự đã không có sức đối kháng thần tộc. Mà muốn cứu Dương Diệp, chỉ có nàng. Chỉ có nàng mới có thể để cho thần tộc thỏa hiệp. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ. Quan trọng nhất chính là Tiểu Bạch nàng, nếu như Tiểu Bạch nàng chết, thần tộc làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Đinh Thực Dược nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Bạch thu hồi tiểu chảo, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, mặc dù Dương Diệp không có mắt, nhưng thần thức của hắn vẫn còn. Hắn đưa tay ra, muốn bắt được Tiểu Bạch, nhưng tay hắn vừa nâng lên một nửa lại không hề có một tiếng động rơi xuống, không chỉ an nam tính sức cùng lực tận. Dương Diệp hắn cũng đã hết sức mệt mỏi. Giờ phút này, hắn thật sự một chút khí lực cũng không có. Tiểu Bạch bay đến bên tai Dương Diệp, nàng nhẹ nhàng cọ sát lỗ tai của Dương Diệp, sau đó bay đến trước mặt Đinh Thực Dược. Đinh Thực Dược mang theo Tiểu Bạch xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thực Dược! Đinh Thực Dược dừng bước lại, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Ta thiếu ngươi, ta sẽ trả ngươi, nhất định sẽ. Không nên thương tổn nàng. Lúc này Dương Diệp nói. Nếu nàng có sự tình, ta sẽ để thần tộc chết hết, kể cả ngươi. Đinh Thực Dược quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo Tiểu Bạch quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Bên Dương Diệp, những người còn sống lác đác không có mấy. U Minh thập nhất nữ, manh nữ đã không còn, thiên nữ cùng huyết nữ trọng thương. Phù Tịnh, Tần Xuyên, Đao Cuồng, Linh. Hầu ca. Vô số người đã không còn. Dương Diệp chậm rãi đi về phía trước, hắn đi tới trước mặt A-man, giờ phút này A-man nằm ở trong hư không, yếu ớt dường như lúc nào cũng có thể chết đi. Dương Diệp để tay phải lên tay A-man, hồng mông tử khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể A-man. A-man nhìn Dương Diệp, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy ra. Đều không còn, đều không còn. Dương Diệp không nói gì. Hai hàng chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng từ trong hốc mắt hắn tràn ra. Một lát sau, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn đi tới ngoài trăm trượng, chỗ đó lơ lửng một thi thể tàn tạ. Thi thể đã không trọn vẹn, bộ dáng vô cùng thê thảm. Vu Tịnh, cỗ thi thể này, đúng là của Vu Tịnh. Dương Diệp đi đến trước thi thể, hắn lấy ra một trường bào màu trắng sạch sẽ bao trùm thi thể, tay của hắn đang run rẩy. Tay phải Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Vu Tịnh. Dung giọng nói. Kiếp sau, chúng ta lại là huynh đệ. Hắn vượt qua Vô Tịnh, đi tới bên kia, chỗ đó lơ lửng một cây kim bổng, bất quá giờ phút này kim bổng chỉ có một đạo tàn ảnh. Hầu ca. Hồn phi phách tán. Ngay cả thi thể cũng không còn. Dương Diệp nói khẽ. Hầu ca, lúc đầu người ta bèo nước gặp nhau, nhưng mới quen đã thân. Lúc này đây, là Dương Diệp ta có lỗi với ngươi. Nhân tình này. Dương Diệp ta chỉ có kiếp sau báo đáp. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tàn ảnh kim bổng lặng yên biến mất. Dương Diệp xoay người đến trước mặt đám người huyết nữ, ở trước mặt các nàng nằm một thi thể. Manh nữ, Tam tỷ. Tam tỷ từng ở Minh vực đại lục gặp phải,
Tam tỷ không thích nói chuyện. Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống, giờ khắc này, hắn khóc như đứa bé. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Một bên, thiên nữ khẽ lắc đầu. Tam muội, nàng đã sớm muốn đi cùng vị kia. Vị kia, dĩ nhiên là chỉ thanh mai trúc mã của manh nữ. Dương Diệp dùng sức lắc đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mang theo mọi người tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, trong rừng trúc đột nhiên nhiều thêm từng tòa mộ phần. Những phần mộ này, là của đám người Tần Xuyên, manh nữ, đao cuồng. Dương Diệp cứ như vậy quỳ ở trước các mộ phần, một mực quỳ. Ở bên cạnh hắn, là Tử Nhi cùng Thiên Tú. Thiên Tú mặt không biểu tình, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt. Trong mắt Tử Nhi tràn đầy thống khổ, nỗi thống khổ của nàng, là vì Dương Diệp thống khổ mà thống khổ. Nàng chưa từng thấy qua Dương Diệp như vậy, những người trước mắt này, cũng là vì Dương Diệp mà chết. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, thời khắc này Dương Diệp đến cùng thừa nhận cái gì. Cứ như vậy, Dương Diệp quỳ 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn nhìn những phần mộ trước mắt. Nhị tỷ, Hầu Ca, Phù Tịnh, Tần Xuyên, các ngươi sẽ không chết vô ích. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Hồng Mông Tháp tầng thứ 2, trên giường Tử Nhi đã từng nằm, giờ phút này phía trên đổi thành An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh, nữ nhân này thiếu chút nữa vì hắn chết trận. An Nam Tĩnh yên lặng nằm ở trên giường. Ở bên giường là Tử Nhi, Thiên Tú, còn có Tiểu Thiên. Nàng chẳng qua là rơi vào trạng thái ngủ say, chờ Hồng Mông tử khí khôi phục tổn thương trong cơ thể nàng, có thể tỉnh. Tiểu Thiên nói khẽ, nói đến đây, Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú cách đó không xa. A Tú, là ngươi cứu nàng, ngươi là làm sao làm được? Đối với điểm này, Tiểu Thiên quả thực rất ngạc nhiên. Bởi vì tổn thương của An Nam Tĩnh, cho dù là Hồng Mông tử khí cũng đã không thể ra sức. Nhưng Thiên Tú cứng rắn kéo An Nam Tĩnh lại. Thiên Tú khẽ cúi đầu, không nói gì. Không có việc gì. Dương Diệp cầm tay của An Nam Tĩnh, hắn thiếu nợ nữ nhân này rất nhiều. Nhiều lắm. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên giữ chặt cánh tay của Dương Diệp, nói khẽ. Ca ca, Tiểu Bạch nàng sẽ không có chuyện gì, đúng không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt Thiên Tú, nước mắt chẳng biết lúc nào đã tràn ra, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Ta không muốn để cho Tiểu Bạch đi, nhưng ta không thể ra tay, còn có người thật lợi hại, nếu hiện tại ta ra tay, ca ca cùng Tiểu Bạch đều sẽ chết, ta không muốn để cho các ngươi chết, thật sự không muốn. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Thiên Tú. Tiểu Bạch không có việc gì, vài ngày nữa ca ca sẽ đi tiếp nàng trở về. Hắn nói đến đây, dừng một chút lại nói. A Tú nói có người càng lợi hại hơn, là ai? Thiên Tú lắc đầu. Rất lợi hại, tộc nhân của A Tú là bị bọn hắn giết chết, ta đã cảm nhận được bọn họ. Người chết, sẽ chết thật nhiều người. Dương Diệp ôm Thiên Tú ở trong ngực, nói khẽ. Đừng sợ, đều không có chuyện gì đâu, đừng sợ. Trong ngực Dương Diệp, Thiên Tú ôm Dương Diệp thật chặt, hai mắt nàng băng lãnh như xương. Không chứa một chút tình cảm. Ngay lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương lấy ra một tảng đá đưa tới trước mặt Dương Diệp. Một vị tiền bối để cho ta giao cho ngươi. Đây là... Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Xem hết ta lại nói với ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Thiên Tú, Tử Nhi còn có Tiểu Thiên. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tử Nhi cùng Tiểu Thiên nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, các nàng mang theo Thiên Tú lui ra ngoài. Trong tầng thứ 2, chỉ còn lại có Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, một tia huyền khí trào vào tảng đá kia, sau một khắc, một đạo bạch quang từ trong đó vọt ra, thoáng qua, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử cụt tay. Người đàn ông này đúng là nam tử cụt tay kia, cũng chính là Dương Vô Địch. Dương Vô Địch nhìn Dương Diệp. Tiểu tử, thời điểm ngươi thấy được hình ảnh này của ta, cái này chứng minh ta đã xong rồi. Tiểu tử ngươi không phải là một người ngu, hẳn đã đoán được ta là ai. Nói đến đây, Dương Vô Địch dừng một chút, sau đó lại nói. Năm đó, ta vì nghịch thiên cải mệnh cho ngươi, không thể không chọn rời đi dây dưa với người nọ, vừa ly khai, chính là nhiều năm như vậy, mặc kệ mục đích của ta là gì, nhưng ta không phải là một người cha tốt,
không phải là một người chồng tốt, đây là một sự thực không cần tranh cãi. Đặc biệt là đối với mẹ của ngươi, đời ta, mắc nợ nàng rất nhiều. Bởi vì nàng đến chết, cũng không biết thân phận của ta, càng không biết những kia chuyện loạn thất bát tao trên người ngươi. Đương nhiên, ta cũng không có tính toán nói cho nàng biết, những chuyện này, ta khiêng thì tốt rồi, ha ha. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Dương Vô Địch lại nói. Huyền giả đại lục vỡ nát, lúc kia ta không có cách nào, chỉ có thể ra tay kéo ngươi đến vị trí mới, nhưng cũng không thể giúp ngươi quá nhiều, đường, vẫn phải là chính ngươi đi. Mà ngươi cũng không chịu thua kém sao hăng hái tranh giành một đường đi tới. Hôm nay, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ là làm tàn mấy lão già kia, để cho bọn hắn không có biện pháp đi đối phó ngươi. Bất quá cũng chỉ kéo một đoạn thời gian, còn đường sau này, tiểu tử ngươi chỉ có thể tự đi. Nói đến đây, đột nhiên hắn bay đến trước mặt Dương Diệp, chìa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Dương Diệp. Đời này của Dương Vô Địch ta, chuyện vui nhất chính là nhận thức mẹ ngươi, nàng là một người đàn bà giản đơn, cũng là người Dương Vô Địch ta yêu nhất. Mà tiểu tử ngươi, cũng hợp tính khí của ta. Sau này, ta và mẹ đều không ở bên người, quãng đường còn lại, ngươi chỉ có thể tự đi a. Nói xong, hắn dần dần hư ảo. Thời điểm biến mất, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt cực kỳ nhu tình. Lúc này Dương Liêm Sương tiến vào trong phòng. Lúc này đây, Ngũ Tổ chưa từng xuất hiện, là bởi vì bị hắn trọng thương, bất quá hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà khi đó, cũng là bởi vì hắn một mực ở sau lưng ngươi, đám người Phật Tổ mới không có tự mình ra tay với ngươi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn thật sự vẫn lạc sao? Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Thời điểm đối phó Ngũ Tổ, hắn đã bị thương. Khi đối phó Ngũ Tổ, hắn thiêu đốt thọ nguyên của mình, coi đây là một cái giá lớn. Trước khi chết trọng thương năm vị lão tổ, này mới khiến Ngũ Tổ chưa từng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, qua không biết bao lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi. Cha, bọn hắn thiếu nợ cha con chúng ta đều sẽ từng cái đòi lại, ta muốn bọn hắn hoàn lại gấp trăm lần. Dương Diệp đi tới một vùng hư không, ngoài mấy trăm trượng nằm một trung niên. Trung niên này, đúng là Dương Vô Địch kia, ở quanh người Dương Vô Địch, ba sợi kiếm quang lượn quanh. Vạn vật không thể tới gần. Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống, cứ quỳ như vậy. Trải qua trận chiến trước đó, đại thiên vũ trụ triệt để tiêu điều. Bất kể là bách tộc, hay bên Dương Diệp, cũng đã tổn thất nặng nề, đặc biệt là bách tộc, lần này tổn thất, là chân chính thương gân động cốt. Không có 1.000 năm, căn bản không cách nào khôi phục nguyên khí. Mà bên Dương Diệp, cũng tổn thất nặng nề. Nói tóm lại, thần tộc đã trở thành người thắng cuối cùng. Lúc trước bách tộc cũng không phải không phòng bị thần tộc, lúc đối phó Dương Diệp, bọn hắn đã chuẩn bị lực lượng đối phó thần tộc rồi. Ở bọn họ xem ra, có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại Dương Diệp, sau đó quay đầu đối phó thần tộc. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp thực lực của Dương Vô Địch, cũng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, không chỉ không rất nhanh bắt lại Dương Diệp, ngược lại còn bị Dương Diệp kéo tàn, thế cho nên cuối cùng thần tộc đi ra làm hoàng tước. Về phần nhân tộc, khi biết Dương Diệp còn sống, tâm tình của mọi người nhân tộc có thể nói là cực kỳ phức tạp. Không hề nghi ngờ, có người hy vọng Dương Diệp chết. Lúc này đây, nhân tộc không tính phản bội Dương Diệp, nhưng có thể nói là bất nghĩa. Nhân tộc vì sinh tồn, buông tha cho vương của mình, buông tha cho Dương Diệp, nếu như Dương Diệp chết trận, vậy thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Diệp còn sống. Nhân tộc làm sao đối mặt Dương Diệp? Đương nhiên. Nhiều người hơn là nghĩ nếu như Dương Diệp trả thù nhân tộc nên như thế nào? Dương Diệp không có trả thù nhân tộc, bất quá ở trong nhân tộc có Dương Liêm Sương địa vị không tầm thường cùng thủ hạ của nàng, kể cả cường giả linh nguyên tộc cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Giờ phút này, nhân tộc chúng thánh tâm nặng trĩu. Nhân tộc không có một người dẫn đầu, lập tức không có người đáng tin cậy, bọn hắn muốn tìm một đầu lĩnh ra, nhưng lại phát hiện không có người thích hợp. Ai có thể gánh lấy đại kỳ của nhân tộc? Không ai. Mặc dù đại chiến dừng lại, nhưng tranh đấu không có đình chỉ. Bất kể là bách tộc, hay tam đại gia, hiện tại đều gặp phải một vấn đề. Thời đại mạt pháp, vô số linh khí biến mất, nội bộ các tộc mâu thuẫn, giờ phút này, các tộc đã hoàn toàn lộn xộn, đặc biệt là chủng tộc không có chủ sự như yêu tộc, đã chính thức loạn thành một bầy. Thời khắc này yêu tộc, sau khi yêu thần chiến tử, yêu tộc lập tức tứ phân ngũ liệt, đã từng là chiến hữu, bây giờ tử địch,
từng tộc quần vì linh khí, vì thiên tài địa bảo, đã bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Không đơn thuần là yêu tộc, các tộc đều là như thế. Nhân tộc, thời khắc này nhân giới cũng hoàn toàn lộn xộn. Trước kia có Dương Diệp ở đây, thủ đoạn thiết huyết của Dương Diệp trấn áp rất nhiều thế lực, để cho những thế lực này sợ ném chuột vỡ bình, không dám sằng bậy. Nhưng hiện tại Dương Diệp ly khai, tăng thêm các địa phương linh khí rất nhanh biến mất, các thế lực ở nhân giới không còn kiêng dè, bắt đầu tranh đoạt linh khí cùng linh mạch. Nhân giới Ngũ Đại Châu, hiện tại Ngũ Đại Châu đã hoàn toàn lộn xộn. Vì linh khí, cha ruột cũng có thể giết. Mà đối với cái này, chúng thánh ở Lâm Nhai thánh địa bất lực. Không trấn áp được rồi. Cả nhân giới, khói lửa bốn bề, từng tòa thành bắt đầu trống không, vô số người chết thảm. Mà thảm nhất, không ai qua được thiên tộc. Thiên quân thiên tộc, thực lực bản thân cũng không quá mạnh, bởi vậy hắn căn bản không có cách trấn áp thế lực trong thiên tộc, ngoại trừ đại bản doanh Vân Tiêu Thành, địa phương còn lại triệt để lộn xộn. Giết, đoạt. Không chỉ thiên tộc, cả đại thiên vũ trụ đều diễn ra chuyện tình giết đoạt. Tận thế. Thời đại mạt pháp còn chưa chính thức hàng lâm, tận thế đã dẫn đầu xuất hiện. Trong một vùng hư không, Dương Diệp còn đang quỳ. Phụ thân, hai chữ này, với hắn mà nói, thật rất lạ lẫm. Lúc trước bởi vì mẫu thân chết, Dương Diệp đối với hai chữ này có thể nói là hận thấu xương. Mà hiện tại, trung niên này, vì Dương Diệp hắn, dùng mạng của mình đi trọng thương năm vị lão tổ. Trung niên này, không có thiếu nợ Dương Diệp hắn cái gì, vẫn luôn là hắn thiếu nợ trung niên này. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Nhiều năm như vậy, nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại, liền để cho ta đi làm. Những người kia thiếu nợ cha con chúng ta đều sẽ đi đòi lại từng cái. Nói xong Dương Diệp quay người rời đi. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp mang theo mọi người đi tới Hư Linh Đại Lục. Đại lục này, đã từng là địa bàn của Hư Linh tộc, mà bây giờ trở thành một vùng phế tích. Trên phế tích kia, linh khí sớm đã không còn tồn tại. Tinh cầu này, hiện tại coi như là một con chuột cũng không muốn tới. Không có một chút sinh khí. Dương Diệp mang theo mọi người đi tới trước đại điện lúc trước hắn cùng với An Nam Tĩnh tu luyện, ở bên cạnh hắn là Thính Vân cùng đám người minh nữ. Dương Diệp nói khẽ. Lúc trước ta cùng với An Nam Tĩnh ở chỗ này tu luyện qua, nơi đây tu luyện có hiệu quả rất lớn, các ngươi có thể thử xem. Tu luyện. Bất kể là Dương Diệp hay đám người minh nữ, đều cần tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đám người minh nữ khẽ gật đầu. Mọi người vào trong đại điện, vừa mới bắt đầu, mọi người đều có chút không thích ứng, nhưng nơi đây không phải người bình thường, chỉ chốc lát liền triệt để thích ứng trọng lực trong đó. Dương Diệp quay người rời đi, lúc này Thính Vân đi theo. Ngươi đi đâu? Dương Diệp dừng bước lại. Ngươi hảo hảo tu luyện đi. Lúc này, Thính Vân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi muốn đi báo thù. Dương Diệp trầm mặc. Thính Vân nói. Nghe ta một câu, hiện giờ không phải lúc, mặc dù thực lực của người bây giờ tăng cao, nhưng ngươi đừng quên, bách tộc còn có 5 vị lão tổ, mặc dù 5 vị lão tổ này trọng thương, nhưng trọng thương không có nghĩa là không có chiến lực, bây giờ ngươi đi, bọn hắn liều chết cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Dương Diệp nói khẽ, yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thính Vân còn muốn đuổi theo, nhưng lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Không cần đuổi. Thính Vân quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi không khuyên hắn một chút sao? Dương Liêm Sương lắc đầu. Vô ích, yên tâm đi, hắn sẽ không để cho mình chết, ít nhất trước khi diệt bách tộc cùng 5 vị lão tổ, Dương Diệp hắn sẽ không chọn cái chết. Tư đồ Thính Vân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Dương Liêm Sương nói. Không nên suy nghĩ nhiều. Đi tu luyện đi, chúng ta đều cần tăng thực lực lên, có lẽ chiến tranh giờ mới bắt đầu. Tư đồ Thính Vân không hiểu nhìn về phía Dương Liêm Sương, nhưng Dương Liêm Sương không nói gì thêm, quay người rời đi. Việc nàng cần phải làm, rất nhiều. Dàn xếp linh viên tộc, còn có một ít thủ hạ nàng mang tới. Những người này, thực lực có lẽ không được tốt lắm, nhưng đều là người của nàng. Hơn nữa có những người này ở đây, nàng mới có thể tùy thời nắm giữ động thái của bách tộc. Dương Diệp đi ra Hư Linh Đại Lục, hắn tới thần chiến trường. Tiểu Bạch. Hắn tự nhiên không quên Tiểu Bạch. Dương Diệp đi tới dưới mặt đất thần chiến trường,
mà giờ khắc này, trong thành này đã không có một bóng người. Thần tộc đã không thấy tăm hơi. Trước thành, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Thần tộc, tộc này đã từng cùng hắn quan hệ không tệ, mà hôm nay, đã đứng ở mặt đối lập. Lợi ích, Dương Diệp tự giễu cười cười, sau đó xoay người rời đi. Mới ra mặt đất, Dương Diệp gặp một trung niên. Trung niên này không phải người khác, đúng là nhân tộc thánh nhân Lâm Chấn. Có việc gì? Dương Diệp hỏi. Lâm Chấn nhìn thoáng qua Dương Diệp, do dự một chút, sau đó nói. Nhân tộc đã triệt để rối loạn, ngũ đại châu, tất cả thế lực đều bắt đầu điên cuồng tranh đoạt linh khí, vì linh khí cùng linh mạch, những người kia đã điên rồi. Trừ cái đó ra, trong Lâm Nhai thánh địa cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, toàn bộ là vì linh khí. Nói tóm lại, bây giờ nhân tộc đã rối loạn. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Khóe miệng Lâm Chấn nổi lên vẻ khổ sở. Dương Tiểu Hữu, chúng ta cũng biết, chuyện lúc trước, nhân tộc làm xác thực không đúng. Chúng ta hy vọng Dương Tiểu Hữu đại nhân không nhớ tiểu nhân, lần nữa quay về chấp trưởng nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi ra tuyệt cảnh. Lão phu đại biểu nhân tộc, thỉnh cầu ngươi. Vừa nói, Lâm Chấn thi lễ một cái. Mời Dương Diệp trở về. Cái này cũng không phải ý tưởng của hắn, mà là ý tưởng của nhân tộc chúng thánh. Bởi vì hiện tại, chỉ Dương Diệp mới có thể phục chúng, cũng chỉ Dương Diệp có thực lực trấn áp nhân tộc. Đồng thời, cũng chỉ có được Dương Diệp dẫn dắt, tương lai nhân tộc mới có hy vọng. Nhân tộc bây giờ, không cần nhân quân gì, cần chính là người có thể đánh nhau, có thể trấn nhiếp bách tộc cùng nội bộ nhân tộc. Mà Dương Diệp hoàn toàn phù hợp. Quay về nhân tộc, Dương Diệp lắc đầu. Ta cùng với nhân tộc, đã không một chút liên quan. Nhân tộc tương lai như thế nào, cùng Dương Diệp ta không có nửa điểm quan hệ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngay lúc này, Lâm Chấn vội vàng chắn ở trước mặt của Dương Diệp, hắn cười khổ. Dương Tiểu Hữu, nhân tộc bây giờ, thật sự đã đến thời khắc nguy hiểm nhất rồi. Nếu như không có người đứng ra, thời đại mạt pháp còn không có chính thức hàng lâm, nhân tộc sợ là đã tự mình hại chết mình. Hiện tại, phóng nhãn toàn bộ đại lục, chỉ có Tiểu Hữu ngươi có thể cứu vớt mọi người, cũng chỉ có ngươi, mới có thể hiệu triệu nhân tộc, để cho mọi người một lần nữa đoàn kết nhất trí. Kính xin Tiểu Hữu dùng nhân tộc đại cục làm trọng, trở lại nhân tộc. Không có hứng thú. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt Lâm Chấn kịch biến, sau một khắc, thân hình hắn run lên, lần nữa đuổi theo Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, ta vừa nhận được tin tức, bách tộc đột nhiên phát động tập kích với nhân tộc, bọn hắn muốn cướp đoạt linh khí của nhân tộc, kính xin Tiểu Hữu. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn Lâm Chấn. Thời điểm Dương Diệp ta đối chiến bách tộc, nhân tộc đang làm cái gì? Khi Hầu Ca chiến tử, nhân tộc đang làm cái gì? Húc huynh đệ của ta lần lượt ngã xuống, nhân tộc đang làm cái gì? Nhân tộc cái gì cũng không làm, hiện tại nhân tộc gặp nạn, ngươi để cho ta ra tay. Được, ngươi để cho Hầu Ca phục sinh, để cho huynh đệ của ta phục sinh, lão tử liền đi cứu nhân tộc, ngươi để cho bọn hắn phục sinh đi. Nói đến cuối cùng, thanh âm của Dương Diệp hầu như biến thành gào thét. Hầu Tử, Tần Xuyên, Phu Tịnh, Đạo Cuồng, Linh. Những người này, ở thời điểm Dương Diệp hắn có khó khăn, nhao nhao đứng ra, sau đó chiến đến chết. Mà lúc kia, nhân tộc đang làm cái gì? Nhân tộc sống chết mặc bay. Nếu như nhân tộc và Dương Diệp hắn không thể có nạn cùng chịu, vậy vì sao Dương Diệp hắn phải cùng nhân tộc có nạn cùng chịu? Riêng mình khó, riêng phần mình giải quyết. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, chỉ còn một mình Lâm Chấn. Mặt mũi Lâm Chấn tràn đầy đắng chát, kỳ thật lúc này đây đến, hắn không ôm bao nhiêu hy vọng, thời điểm bách tộc muốn tuyệt sát Dương Diệp, hắn có đề nghị nhân tộc chúng thánh đứng ở bên Dương Diệp, đánh cuộc một lần. Nhưng lúc kia, nhân tộc chúng thánh không người nào nguyện ý đánh bạc. Bởi vì từ mặt ngoài đến xem, Dương Diệp thật là một tia hy vọng cũng không có. Một chút hy vọng cũng không có. Hơn trăm vị thánh nhân. Cái đội hình này, sao mà khủng bố. Mà Dương Diệp chỉ có An Nam Tĩnh cùng Hầu Tử. Khi đó, nếu nhân tộc đứng ở bên Dương Diệp, không thể nghi ngờ là chịu chết. Nếu như không có hy vọng, nhân tộc chúng thánh tự nhiên sẽ không chọn đứng ở bên Dương Diệp, vì vậy bọn hắn đoạt quyền lực của Dương Diệp, để cho Dương Diệp chủ động ly khai nhân tộc, cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ.
mà bọn hắn thành công. Nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Dương Diệp không chết, không chỉ không chết, ngược lại thực lực còn tăng nhiều. Thời điểm này, bọn hắn muốn Dương Diệp trở về. Nhân tộc chúng thánh muốn bị coi thường sao? Tự nhiên không phải, chúng thánh cũng có tôn nghiêm. Nhưng tôn nghiêm còn quan trọng hơn mạng sao? Trọng yếu hơn tương lai nhân tộc sao? Tự nhiên là không, hiện tại nhân tộc rối loạn, triệt để rối loạn. Nếu như không có một người đứng ra, nhân tộc rất có thể sẽ biến mất khỏi lịch sử. Vì vậy trong lòng bọn hắn còn có may mắn, hy vọng dùng cái gọi là nhân tộc đạo nghĩa để cho Dương Diệp trở về nhân tộc. Đáng tiếc, Dương Diệp không phải loại nhân sĩ chính nghĩa, ở trong lòng hắn, nếu nhân tộc ở thời điểm Dương Diệp hắn gặp nạn không rời nửa bước, hắn sẽ không cô phụ nhân tộc, nguyện vì nhân tộc chiến đến giọt máu cuối cùng. Đáng tiếc, nhân tộc ở khi hắn gặp nạn lựa chọn buông tha. Dương Diệp đã đi. Ở trong lòng hắn, hiện tại chỉ có báo thù, tìm về Tiểu Bạch. Còn nhân tộc gì gì đó, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Tại chỗ, Lâm Chấn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhân giới. Vô số cường giả của Bách tộc trào vào nhân giới, mục đích rất đơn giản, dĩ nhiên chính là cướp đoạt. Thời điểm nội bộ Bách tộc mâu thuẫn khó giải, cuối cùng Bách tộc lựa chọn chuyển di mâu thuẫn, cái kia chính là để cho cường giả trong tộc đi khác tộc cướp đoạt. Kể từ đó, không những chuyển di được mâu thuẫn, còn có thể để cho những cường giả này đoàn kết chung một chỗ. Đi nơi nào cướp đoạt? Các tộc đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là nhân tộc, lúc trước nhân tộc có Dương Diệp, cường giả của Bách tộc căn bản không dám bước vào nhân giới, mà bây giờ, Dương Diệp đã không phải là nhân vương. Đối với Bách tộc mà nói, bây giờ nhân tộc chính là một con dê béo, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó. Nhân tộc tận thế. Vô số thánh nhân. Cường giả Bách tộc, nhao nhao tràn vào nhân giới. Đoạt, giết. Mặc dù nhân tộc có mười mấy vị thánh nhân, nhưng căn bản không ngăn được Bách tộc liên thủ. Thời khắc này, nhân tộc thật thành nhân gian luyện ngục. Dương Diệp về tới Hư Linh Đại Lục, giờ phút này, đám người minh nữ đều đang tu luyện. Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp, ở trước mặt hắn, là một thanh kiếm vỡ, còn có một thanh kiếm tràn đầy lỗ hổng. Đúng là đoạn tội cùng kiếm tổ. Tuy kiếm tổ cùng hắn tâm thần tương thông, nhưng phẩm cấp của nàng cuối cùng quá thấp. Ở trận chiến ấy, kiếm tổ cũng bị thương thật nặng. Bất quá còn tốt, bất kể là đoạn tội hay kiếm tổ, linh tính của bọn nó đều còn. Dương Diệp mang theo hai thanh kiếm đi tới trước lò luyện, sau đó đưa kiếm tổ vào trong lò luyện. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý cùng kiếm ý đáng sợ điên cuồng tuôn vào trong lò luyện. Ngươi! Lục Đinh Thần Hỏa kinh hãi nói. Ngươi! Sát ý của ngươi quá mạnh, nếu dùng sát ý đến rèn luyện thanh kiếm này, nó sẽ trở thành sát lục chi kiếm, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Diệp nói, chủ nhân là cái gì, kiếm tự nhiên chính là cái đó. Nếu như Dương Diệp ta muốn giết người, vậy nàng chính là sát lục chi kiếm. Lục Đinh Thần Hỏa thấp giọng thở dài. Sát lục chi kiếm, dùng sát ý chế tạo, phẩm giai của kiếm tổ khẳng định sẽ được tăng lên, vì hiện tại sát ý của Dương Diệp là tổ cảnh. Sát ý tổ cảnh. Cả đại thiên vũ trụ từ trước tới nay, sợ là không cao hơn ba cái. Mà sát ý rèn ra kiếm, sẽ trở thành sát lục chi kiếm, loại kiếm này, dù không có Dương Diệp khống chế, cũng cực kỳ đáng sợ. Lục Đinh Thần Hỏa cuối cùng vẫn dựa theo yêu cầu của Dương Diệp làm. Dương Diệp xếp bằng ở trước mặt luyện đan lô, ở trên đầu gối hắn là đoạn tội tan vỡ, giờ phút này hắn đang dùng kiếm ý chữa trị thanh kiếm này. Thời gian từng chút trôi qua, kiếm ý của Dương Diệp không ngừng tràn vào đoạn tội, mà sát ý thì không ngừng tràn vào trong luyện đan lô, đến cuối cùng, sát ý kia mạnh đến mức, ngay cả Lục Đinh Thần Hỏa cũng có chút không chịu nổi. Sát ý này, thật sự quá mạnh mẽ. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một tháng. Một tháng sau, đoạn tội trước mặt Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo, sau đó đoạn tội treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn đoạn tội. Nói khẽ. Cảm tạ đoạn đường này tới làm bạn, đi tìm con đường của chính mình đi. Tuy hai mắt hắn đã mù, nhưng thần thức không mù, vẫn có thể dùng thần thức nhìn ngoại vật. Đoạn tội khẽ run lên. Bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, đoạn tội trực tiếp biến mất. Gì, đoạn tội cũng không có nhận Dương Diệp làm chủ, hơn nữa đoạn tội cùng kiếm đạo của hắn không hợp, đã đến loại cấp bậc như đoạn tội, mặc dù nó kém kiếm thủ một tí, nhưng có một điểm giống kiếm thủ. Cái kia chính là lựa chọn, không chỉ kiếm tu lựa chọn chúng cũng sẽ chọn người.
Mà Dương Diệp tuy mạnh, nhưng không phải người nó chọn. Lúc trước Đoạn Tội đã muốn rời đi, bất quá lúc kia, kiếm tổ còn chưa tỉnh, bởi vậy nó lựa chọn ở lại bên người Dương Diệp một đoạn thời gian, mà bây giờ, kiếm tổ đã tỉnh, vì vậy nó lựa chọn rời đi. Sau khi Đoạn Tội rời đích, Dương Diệp nhìn luyện đan lô, giờ phút này, ở dưới sát y bao trùm, lục đinh thần hỏa cũng đã biến thành màu đỏ như máu, tựa như một đoàn huyết dịch, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Ở thời khắc nào đó, một tiếng kiếm reo từ trong luyện đan lô vang lên. Sau một khắc, một nữ tử toàn thân máu đỏ từ trong đó chậm rãi đi ra. Kiếm Linh. Lúc trước Kiếm Linh mặc váy trắng, tựa như tiên tử trên 9 tầng trời. Mà hôm nay, toàn thân Kiếm Linh huyết hồng, mái tóc đen nhánh cũng biến thành màu đỏ như máu, trên người tản ra sát ý, tựa như tới từ địa ngục. Tay Dương Diệp chậm rãi vuốt ve mái tóc của Kiếm Linh. Hối hận không? Kiếm Linh duỗi tay nắm tay của Dương Diệp. Nếu như ngươi thành thần, ta cùng ngươi thành thần, nếu ngươi thành ma, ta sẽ cùng ngươi thành ma. Ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, nàng là người làm bạn bên Dương Diệp lâu nhất. Thanh kiếm này, một mực đi theo Dương Diệp hắn đến bây giờ. Dương Diệp nói khẽ. Cảm ơn. Thanh âm rơi xuống. Kiếm Linh đột nhiên hóa thành một thanh huyết kiếm bay vào mi tâm Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là tiến vào trong thức hải. Thời khắc này Kiếm Linh, bất kể là phẩm giai hay uy lực, đều tăng lên rất nhiều, ở cả đại thiên vũ trụ, hiện tại nó gần kiếm thủ nhất. Dương Diệp quay người muốn ly khai, lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Ngươi sẽ quay về đạo gia sao? Đạo gia? Dương Diệp dừng bước, trầm mặc. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói, nhưng lúc này... Dương Diệp đột nhiên nói. Đạo gia giúp ta, là đạo nghĩa, không giúp ta, là tự do, là quyền lợi của bọn hắn. Ta không có trách đạo gia, cũng không có trách đạo tổ. Bất quá, ta sẽ không chở đạo gia về. Ngày sau, mọi người đường ai nấy đi, nếu như ngươi muốn ly khai, tìm kiếm đạo tổ, ta không ngăn cản ngươi. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong. Một đám lửa từ trong luyện đan lô hiện ra, thoáng qua, ngọn lửa này biến mất khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó xuyên toa không gian, biến mất ở Hư Linh Đại Lục. Lục Đinh Thần Hỏa, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, muốn rời khỏi, mà lúc này, một tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nói khẽ. Ngươi cũng muốn đi sao? Hồng Mông Tháp khẽ run lên, giống như biểu đạt cái gì. Một lát sau, Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của Hồng Mông Tháp, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Hồng Mông Tháp, sau đó nói. Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, qua không được bao lâu, ta sẽ mang nàng trở về. Hồng Mông Tháp run rẩy, sau đó nó đột nhiên bay đến đỉnh đầu của Dương Diệp, một cỗ kim quang bao phủ lấy hắn, thoáng qua, Hồng Mông Tháp bay vào mi tâm của Dương Diệp. Một cỗ lực lượng màu vàng kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Trong chốc lát, cả Hồng Mông Tháp, vô số Hồng Mông tử khí như thủy triều cuốn tới, trong chốc lát, Dương Diệp đã bị Hồng Mông tử khí bao phủ lại. Lúc này, Tiểu Thiên cùng Thiên Tú xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Đây là... Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói khẽ. Nó giúp Dương Diệp. Giúp Dương Diệp. Trải qua chuyện lúc trước, kể cả Tiểu Bạch bị mang đi, Hồng Mông Tháp cũng không giống như trước kia. Bây giờ nó cũng ý thức được. Thực lực của Dương Diệp yếu, rất có thể sẽ chết. Mà nếu Dương Diệp chết, sợ là nó sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiểu Bạch bị mang đi, cho nó đả kích không nhỏ. Đối với Tiểu Bạch, nó cũng coi nàng như bằng hữu. Nói ngắn lại, giờ phút này nó ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Trợ giúp Dương Diệp tăng lên. Ở dưới Hồng Mông Tháp điều động lực lượng. Vô số Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng tràn về phía Dương Diệp, thời gian dần trôi qua, khí tức quanh người Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Trong Hồng Mông Tháp, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, bất quá cũng không lâu lắm, khí tức của hắn lại dần dần yên lặng xuống. Nhưng không đến một hồi, khí tức lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cứ như vậy nhiều lần, vòng đi vòng lại. Nhân giới, Lâm Nhai Thánh Địa. Trong điện, là nhân tộc chúng thánh, cầm đầu là Lâm Chấn. Trong điện vô cùng yên tĩnh. Qua không biết bao lâu, Lâm Chấn nói. Như thế nào, ở cách hắn không xa,
Một lão giả lắc đầu. Loạn, nguyên bản nội bộ nhân tộc chúng ta đã tự giết lẫn nhau, người cướp ta đoạt hắn, đánh túi bụi. Mà bây giờ, cường giả bách tộc đột nhiên tràn vào nhân giới, điều này làm cho nhân tộc nguyên bản đã rất loạn biến thành càng thêm rối loạn. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, lại nói. Hắn thật sự không muốn quay về sao? Cái hắn này, dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp. Lâm Chấn lắc đầu. Hắn sẽ không trở về. Ai? Lão giả kia thấp giọng thở dài. Một nước sai, thua cả ván cờ. Lúc này, trong tràng một lão giả mặc hoa bào đột nhiên đứng dậy. Chư vị, nhân tộc đã hết thuốc chữa. Tất cả mọi người nhìn về phía lão giả hoa bào kia, lão giả hoa bào trầm giọng nói. Lực lượng của chúng ta, căn bản không có cách ngăn cản bách tộc xâm phạm. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là mạnh ai nấy lo. Chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Giải thể. Chỉ chốc lát, lại một thánh nhân quay người rời đi. Cứ như vậy, không đến một hồi, trong tràng chỉ còn giải rác mấy người. Lâm Chấn chậm rãi ngồi xuống, im lặng không nói. Kỳ thật, một màn này hắn đã dự liệu được, nhân tộc không có đầu lĩnh, cũng không có ai ở thời điểm này nguyện ý đứng ra đầu lĩnh, súng bắn chim đầu đàn, thời điểm này đứng ra, không thể nghi ngờ là đối tượng bị bách tộc nhằm vào. Hơn nữa, coi như đứng ra, thì có lợi ích gì? Giải thể, ly khai. Cái này là nhân tộc chúng thánh lựa chọn, sự lựa chọn này, là lựa chọn bất đắc dĩ, không tan vỡ, bọn hắn cũng không làm được cái gì. Nếu như bọn hắn có thể tập hợp cả nhân tộc đoàn kết lại, có lẽ có thể chống lại bách tộc. Nhưng hiện tại nội bộ nhân tộc đã loạn thành một bầy. Triệu tập cả nhân loại, sợ là Dương Diệp cũng làm không được. Ly khai, là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn hiện tại. Qua hồi lâu, Lâm Chấn nói khẽ. Nhân tộc, đã xong. Hư Linh Đại Lục, trong Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, Dương Diệp yên tĩnh ngồi ở trên mặt đất, ở đỉnh đầu hắn, lơ lửng một tiểu tháp. Mà ở cách hắn không xa, là Tiểu Thiên cùng Thiên Tú. Hai tay Thiên Tú ôm đầu gối của mình, cánh tay chống cằm, hai mắt chăm chú nhìn Dương Diệp. Mà ánh mắt của nàng, một hồi lạnh như băng, một hồi mờ mịt, cứ như vậy không ngừng biến ảo. Tiểu Thiên chú ý tới một màn này, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Thiên Tú. A Tú, ngươi! Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt kia lạnh như băng, làm cho Tiểu Thiên cảm giác toàn thân mát lạnh, như rơi vạn trượng băng uyên. Trong lòng Tiểu Thiên kinh hãi, nàng kinh hãi nhìn Thiên Tú, lúc này Thiên Tú đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ca ca rất thống khổ. Vừa nói, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Ta có thể cảm nhận được, tư vị mất đi bằng hữu, thân nhân, rất thống khổ. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú, nói khẽ. A Tú, có khi ngươi rất đáng sợ. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tú. Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ta không phải sợ ngươi thương tổn chúng ta là sợ ngươi biến thành bộ dáng khác, ta nghĩ, ca ca ngươi hắn sẽ không hy vọng ngươi biến thành bộ dáng khác. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, qua hồi lâu, nàng nói. Ca ca, là một người tốt. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi biết không, nếu như lúc trước ca ca lựa chọn chủ động giao ra Tiểu Bạch, dùng cái này đổi lấy hòa bình, ta sẽ đích thân giết hắn. Tiểu Thiên biến sắc, lúc này Thiên Tú đột nhiên đứng lên, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, trong mắt nàng lạnh như băng biến thành nhu hòa. Thế nhưng hắn không làm, hắn vẫn là ca ca trong lòng ta. Nói xong, tay phải nàng đột nhiên đặt ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, Hồng Mông Tháp run lên kịch liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động ra, nhưng tay của Thiên Tú không chút sức mẻ. Thiên Tú nhìn thoáng qua Hồng Mông Tháp. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ, không đủ để trợ giúp hắn thành thánh, ta giúp ngươi một chút. Nói xong, một cỗ lực lượng đột nhiên từ trong tay Thiên Tú chậm rãi tràn ra, thoáng qua, cỗ lực lượng này xông vào trong cơ thể Dương Diệp. Chỉ chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp càn quét ra, nhưng lúc này, bàn tay nhỏ bé của Thiên Tú nhẹ nhàng vỗ, khí tức đáng sợ kia trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp đó, Thiên Tú lần nữa trở về vị trí của mình, sau đó ngồi dậy. Lẳng lặng nhìn Dương Diệp ở cách đó không xa. Một bên, Tiểu Thiên kinh hãi nói không ra lời. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tỉ tỉ, không nên nói cho ca ca, được không?
Tiểu Thiên có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, thân thể Dương Diệp lặng yên phát sinh biến hóa. 3 ngày sau, Dương Liêm Sương đột nhiên tiến vào trong Hồng Mông Tháp, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mà Dương Diệp vẫn còn tĩnh tọa, lông mày nàng cau lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên cùng Thiên Tú. Hắn còn bao lâu nữa? Tiểu Thiên lắc đầu, đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Sắp tỉnh rồi. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Thiên Tú, đang muốn nói gì, ngay lúc này, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên chậm rãi đứng lên. Xuy 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 xuy. Một cỗ khí lưu chuyển động ở quanh người Dương Diệp, một lát sau, tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, những khí lưu này chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hô! Một ngụm chọc khí từ trong miệng Dương Diệp chậm rãi bay ra. Lúc này, Dương Liêm Sương kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi đạt tới thánh nhân. Thánh nhân! Trước mắt Dương Diệp cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, loại cảm giác này là trước kia không có. Bởi vậy nàng suy đoán, Dương Diệp đạt đến thánh nhân. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thánh nhân rồi. Thánh nhân. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ, mình nhanh như vậy thì đến được thánh nhân. Theo như hắn suy nghĩ, muốn đạt tới thánh nhân, sợ là ít nhất phải mấy năm. Đương nhiên, công lao này là nhờ Hồng Mông Tháp. Nếu như không có Hồng Mông Tháp dốc sức tương trợ, hắn muốn đạt tới thánh nhân, thật phải là mấy năm sau. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú, không nói gì. Thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Thực lực. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, hắn nhìn tay phải mình. Không sử dụng kiếm, nhẹ nhàng miểu sát thánh nhân. Giờ phút này, thực lực của hắn tăng lên vô số lần, không chỉ cảnh giới, thân thể cũng được tăng lên. Hiện tại hắn có tự tin, dù cho không sử dụng kiếm, cũng có thể đơn giản đánh chết một vị thánh nhân. Trước kia tuy hắn cũng có thể miểu sát thánh nhân, nhưng đó là toàn lực, mà bây giờ, hắn có tự tin tùy ý là có thể làm được. Thánh nhân, cũng không phải quá lợi hại. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói một câu. Mọi người nhìn về phía Thiên Tú nói khẽ. Ca ca nói đúng không? Thánh nhân, cũng không phải quá lợi hại. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vậy A Tú cảm thấy cái gì mới là lợi hại? Lão Tổ sao? Thiên Tú đứng lên, nói khẽ. Lão Tổ coi như cũng được, bọn hắn đã tìm được đạo của mình, cố gắng phấn đấu, đã có đạo của mình, ca ca biết cái gì gọi là đạo không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi đến trước mặt Thiên Tú, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nàng. A Tú biết. Thiên Tú nói khẽ. Cái gọi là đạo, có rất nhiều loại giải thích, bất quá, hiện tại tương đối chính xác, so sánh chính thống là, nghịch cải thiên mệnh. Nghịch cải thiên mệnh. Dương Diệp nhíu mày. Thiên Tú nói khẽ. Vũ trụ có quy luật, bốn mùa có quy luật, vạn vật đều án lấy một loại quy luật vận hành, ví dụ như xuân hạ thu đông, ví dụ như thủy triều lên xuống, ví dụ như mặt trời mọc mặt trời lặn. Ca ca, người nói những thứ kia có phải một loại quy luật hay không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Phải. Thiên Tú lại hỏi. Vậy ca ca biết vì sao lại như vậy không? Ví dụ như, vì sao mặt trời lặn rồi, lại sẽ mọc lên? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nói khẽ. Không có ai biết đây là vì sao, rất nhiều người sẽ nói, là tinh cầu đang vận chuyển, thế nhưng tại sao tinh cầu lại vận chuyển? Hơn nữa lại vận chuyển có quy luật như thế. Không ai có thể giải thích, bởi vì không có đáp án, chúng ta xưng là thiên mệnh, chính là do thiên định hết thảy. Hết thảy, đều là thiên an bài. Nói đến đây, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhỏ nhìn Dương Diệp. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, ca ca, người có thể hủy diệt một tinh cầu, nhưng người có thể để cho mặt trời lặn cùng mặt trời mọc đảo ngược sao? Dương Diệp lắc đầu. Hắn làm không được. Thiên Tú nói khẽ. Ta không biết có ai có thể làm được hay không, dù cho có người có thể làm được, vậy người này khẳng định sẽ cực kỳ lợi hại. Ca ca nói lão tổ, bọn hắn chạm tới đạo của mình, thông tục một chút mà nói. Chính là bọn họ chạm tới quý tích thiên mệnh, cũng chính là đạo, bao hàm rất nhiều, quy luật vạn vật, quy luật âm dương, quy luật vũ trụ, theo những quy luật này, bọn hắn chạm tới đạo, chạm tới quý tích thiên mệnh. Có thể làm được như vậy, cũng coi như một nhân vật. Cũng coi như một nhân vật. Thần sắc mọi người hơi có chút cổ quái. Dương Diệp vuốt đầu của Thiên Tú. Vì sao A Tú biết nhiều như vậy?
Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Không muốn nói thì thôi, sau này chờ ngươi muốn nói lại nói, được không? Thiên Tú nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cúi đầu, sắc thái trong mắt không ngừng biến ảo. Lúc này Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương, Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Nhân tộc xảy ra chuyện lớn. Dương Diệp lắc đầu. Không có quan hệ gì tới ta. Lúc này đây có quan hệ. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Chuyện gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Tần Xuyên, gia tộc của Tần Xuyên, cũng chính là Tần gia nhân tộc, hiện tại bọn hắn rất khó khăn, hắn còn có một muội muội, là thân muội muội, ta nhận được tin tức, tựa hồ nàng bị bắt. Hiện tại, đáng chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gần giọng nói. Ta thật là đáng chết. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang biến mất ngay tại chỗ. Trên không hư linh đại lục, một đạo quang mang huyết sắc đột nhiên lướt qua chân trời, toàn bộ chân trời lập tức đỏ thẫm, tựa như một biển máu, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, Dương Diệp hận không thể quất mình mấy bạt tai. Đám người Tần Xuyên chết, nhưng bọn hắn còn có gia tộc, còn có người thân. Mà Dương Diệp hắn, lại không để ý đến điểm này. Thật đáng chết. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, chỗ đi qua, không gian biến thành biển máu. Nhân giới. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới nhân giới. Lúc tiến vào nhân giới, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại. Thời khắc này nhân giới tràn đầy mùi máu tươi cùng sát ý, khắp nơi đều là. Hắn hiện tại, đối với sát ý cùng huyết khí cực kỳ mẫn cảm, mà sát ý cùng mùi máu tươi của nhân giới, quá nồng, quá nặng, trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp run lên, rơi xuống đất. Ở trước mặt hắn là một đại thành. Giờ phút này, trong thành không ngừng truyền ra tiếng chém giết. Dương Diệp chậm rãi đi vào trong thành, nhưng đúng lúc này, những sát ý trong thành đột nhiên phóng lên trời, cuối cùng đều tụ về phía hắn, như bách xuyên quy hải. Đối với cái này, Dương Diệp tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, những sát ý này tuy nhỏ yếu, nhưng tích cắt thành tháp, sát ý liên tục không ngừng, sẽ để cho sát ý của hắn biến thành càng cường đại hơn. Ở loại thời đại này, sát ý của Dương Diệp không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, bởi vì thời đại này quá loạn. Thời đại quá loạn, giết chóc càng nhiều, sát ý của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Sát đạo. Mặc dù Dương Diệp là kiếm đạo, nhưng hắn đã dần dần đi về phía sát đạo. Trong thành, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trên mặt đất, thi thể nằm đầy. Tòa thành này, tựa như nhân gian luyện ngục. Ngay lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp, người đến là một trung niên, đại thiện cảnh. Trung niên quan sát Dương Diệp. Là người mù. Dương Diệp nhíu mày. Không phải nhân tộc. Nhân tộc. Trung niên cười ha ha. Còn nhân tộc, từ nay về sau, đại thiên vũ trụ sẽ không có nhân tộc. Đừng nói nhảm, tự mình giao ra nạp giới, ta để cho ngươi chết thoải mái chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiên tinh thạch trong nạp giới không để cho ta thất vọng. Tiên tinh thạch. Dương Diệp nhìn quanh bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa, hai mắt trung niên híp lại. Xem ra ngươi là... Xùy. Ngay lúc này, thanh âm trung niên im bặt mà dừng. Sau một khắc, đầu trung niên từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Trên mặt đất, hai mắt trung niên mở thật to, đến chết hắn cũng không biết mình là chết như thế nào. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn rời khỏi cửa thành, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử xem ra 17-18 tuổi, trên người có hơn 10 vết máu, tay nắm lấy kiếm. Ở bên cạnh nàng còn có 7 người, có lão giả, có thanh niên, cũng có nữ tử. Tu vi đều coi như miễn cưỡng. Dương Diệp từ trên người những người này, cảm nhận được sát ý nồng nặc. Mà những người này, là nhân tộc. Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt cầm đầu nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có trên vạn viên tiên tinh thạch. Trên vạn tiên tinh thạch. Này đủ để khiến cho anh động không nhỏ rồi. Bây giờ tiên tinh thạch, đó là vật chân quý nhất của cả đại thiên vũ trụ. Tiên tinh thạch chính là mạng. Buông nạp giới, Dương Diệp xoay người rời đi, nhưng đúng lúc này, nàng kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, đúng không? Dương Diệp. Nghe được hai chữ này,
những người chung quanh nữ tử lập tức ngốc tại chỗ. Dương Diệp, hai chữ này, nhân tộc ai không biết, đã từng là vương nhân. Thời điểm Dương Diệp chưa rời nhân tộc, khi đó nhân tộc cường thế bực nào. Bách tộc người nào dám xâm phạm, có thể nói, khi đó nhân tộc đi ở bên ngoài, sống lưng đều thẳng tắp. Bởi vì nhân tộc có Dương Diệp, có một vương cường đại. Vương này, dám tuyên chiến cả bách tộc, dám đối kháng hai đại gia. Được Dương Diệp dẫn dắt, tuy nội bộ nhân tộc cũng có phát sinh mâu thuẫn, nhưng khi đó nhân tộc cực kỳ cường thế, người nhân tộc có lòng tin đối mặt bất luận tộc nào. Nhưng cuối cùng Dương Diệp đi ra nhân tộc. Vì cái gì? Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, nước mắt của nàng chậm rãi tràn ra. Vì cái gì ly khai nhân tộc? Vì cái gì bỏ xuống nhân tộc? Vì cái gì? Dương Diệp nói, ta thủ hộ qua nhân tộc, không có nghĩa là ta muốn thủ hộ nhân tộc cả đời, ta không có nghĩa vụ kia, không phải sao? Vậy ngươi nhìn thấy không? Thanh âm cô gái biến lớn. Nhân tộc bây giờ, muốn mất. Quan hệ gì tới ta? Dương Diệp nói. Nữ tử ngẩn ngơ, sau đó nói. Ngươi là nhân vương, ngươi. Đó là trước kia. Dương Diệp nói. Bách tộc xâm phạm, nhân tộc lựa chọn vứt bỏ vương của bọn hắn, để cho vương của bọn hắn một mình đối mặt hết thảy. Đương nhiên, ta hiểu, cho nên ta ly khai. Mà bây giờ, nhân tộc gặp nạn. Lại muốn để cho vương đã từng bị bọn hắn vứt bỏ trở về cứu. Dương Diệp ta không phải chúa cứu thế, cũng không có năng lực làm chúa cứu thế. Còn nữa, lúc trước ta để cho nhân tộc đoàn kết, nhưng kết quả thế nào? Bách tộc chưa có tới phạm, thời đại mạt pháp không có chính thức hàng lâm, nội bộ nhân tộc đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Nếu như nhân tộc vong, đó là nhân tộc tự chịu diệt vong. Trách không được người khác. Nữ tử hít sâu một hơi. Người có thể cứu nhân tộc. Ngươi có thể làm được. Tại sao ta phải cứu? Dương Diệp hỏi lại. Cứu các ngươi rồi, chờ ngày ta cùng bách tộc quyết chiến, các ngươi lại ly khai. Nói đến đây, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng. Ta cũng không phải nói ngươi, mà là, nhân tộc không đáng Dương Diệp ta đi bán mạng. Hơn nữa, Dương Diệp ta cũng không có năng lực đi cứu nhân tộc. Nói xong, Dương Diệp biến mất, chỉ trừ lại chân trời đỏ ngầu. Tại chỗ, nữ tử ngây người hồi lâu, sau đó đắng chát cười cười. Nhân tộc, thật sự xong rồi sao? Lúc này, một trung niên đi tới trước mặt nữ tử, nói khẽ. Tiểu An, chớ suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thật hắn nói cũng không sai. Lúc trước bách tộc xâm phạm, nhân tộc ta lựa chọn cùng Dương Diệp hắn phủi sạch quan hệ, để cho hắn một mình đi đối mặt thánh nhân bách tộc. Đừng nói hắn, đổi lại bất luận người nào. Sợ là cũng sẽ không trở về nhân tộc, Tiểu An lắc đầu, sau đó nói khẽ. Nhưng bây giờ, chỉ có hắn có thể cứu nhân tộc. Trung niên thấp giọng thở dài. Chúng ta dựa vào cái gì để hắn trở về? Lúc trước bách tộc xâm phạm, nhân tộc ta không cùng hắn đứng chung một chỗ. Hơn nữa, hiện nay, coi như cường giả bách tộc không đến nhân tộc, nội bộ nhân tộc cũng tự giết lẫn nhau, vì linh khí, mọi người đã giết đỏ cả mắt, ai cũng không ngăn cản được. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không ai có thể cứu được nhân tộc. Chỉ chốc lát, mọi người rời đi. Hiện tại, bọn hắn có thể làm là trốn, trốn rất xa, không để cường giả bách tộc gặp được, đương nhiên cũng phải cẩn thận cường giả nhân tộc. Nhiều khi kẻ thù bên ngoài không phải đáng sợ nhất là đồng bào của ngươi, bọn hắn ác lên, so với người ngoại tộc càng đáng sợ. Thiên Minh Thành. Dương Diệp đi tới Thiên Minh Thành. Nơi đây chính là gia tộc của Tần Xuyên. Như lúc trước gặp được, thành này cũng triệt để rối loạn. Khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là sát ý. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi thẳng tới Tần Phủ. Cửa đóng chặt, ở bốn phía Tần Phủ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hiển nhiên đây là trận pháp. Dương Diệp đi đến trước cửa, đúng lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một cây trường thương đâm thẳng mi tâm Dương Diệp, nhanh như chớp giật. Nhưng trường thương này bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngươi! Trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dương Diệp lỏng ngón tay ra, sau đó nói. Tần gia gia chủ là người nào? Ngươi là người phương nào? Trung niên phòng bị nhìn Dương Diệp. Dẫn ta đi gặp Tần gia gia chủ, không nên để cho ta nói lần thứ hai. Dương Diệp nói. Trung niên trầm giọng nói. Các hạ, ngay lúc này,
chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp. Ầm. Cả Tần phủ run lên kịch liệt, trận pháp bao phủ Tần phủ lập tức nghiền nát. Cả Tần phủ kinh hãi. Rất nhanh, một trung niên mặc cẩm bào mang theo một đám lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt trung niên kia đại biến. Ngươi, ngươi. Trung niên đúng là Tần gia gia chủ, cũng là một trong nhân tộc thánh nhân. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên là biết, lần này nhìn thấy Dương Diệp, trong tâm tự nhiên vô cùng chấn động. Mà người còn lại hiển nhiên cũng nhận ra Dương Diệp, lập tức chấn động. Bất quá rất nhanh, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Dương Diệp không phải là tới tìm phiền toái chứ? Cha Tần Xuyên là người nào? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cách đó không xa, người Tần gia nhìn nhau, rất nhanh, một người đàn ông đi tới trước mặt Dương Diệp. Là ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngài là muốn ở lại Tần gia, hay rời đi? Nếu muốn ly khai, có thể theo ta rời đi. Tần Xuyên. Giờ khắc này, tất cả mọi người Tần gia giật mình. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, Tần Xuyên là huynh đệ của Dương Diệp. Hiển nhiên, lúc này Dương Diệp đến Tần gia không phải gây chuyện, mà là tới giúp đỡ. Trong lòng phụ thân của Tần Xuyên cũng buông lỏng, hắn do dự một chút, sau đó nói. Các hạ, nữ nhi của ta, cũng chính là em gái của Tần Xuyên, nàng bị một vị cường giả ma tộc bắt đi, bảo là muốn lấy nàng làm đỉnh lò, các hạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi ma tộc. Phụ thân của Tần Xuyên nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ. Đa tạ. Bá phụ là đi, hay lưu lại? Dương Diệp lại hỏi. Lúc này, người Tần gia đều nhìn về phía phụ thân của Tần Xuyên, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Cha Tần Xuyên do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Nơi đây, là nhà của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt phụ thân của Tần Xuyên. Thoáng qua, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, bất quá một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm rơi vào trên không Tần phủ. Tia kiếm khí màu đỏ kia cứ như vậy lơ lửng ở trên không Tần phủ. Chỉ chốc lát, sự tình Dương Diệp xuất hiện ở Thiên Minh Thành nhanh chóng truyền ra. Cùng lúc đó, một ít cường giả bách tộc đi vào trước Tần phủ, nhìn thoáng qua đạo kiếm khí màu đỏ kia, đều không hẹn mà cùng xoay người rời Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành đột nhiên bình tĩnh lại, không người nào dám ở Thiên Minh Thành nháo sự, càng không người nào dám ở Tần phủ nháo sự. Đạo kiếm khí kia đỏ như máu, có nghĩa là Tần phủ này, Dương Diệp hắn che chở. Tần phủ, trong một gian phòng, phụ thân của Tần Xuyên nhìn nạp giới, ở trên gương mặt có hai hàng chất lỏng chảy xuống. Xuyên Nhi, người kết giao được huynh đệ tốt, thế nhưng con lại vĩnh viễn không về được. Dương Diệp đi ra Thiên Minh Thành, nhưng nhiều người hơn lại đi tới Thiên Minh Thành. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện qua ở đây, đúng là nguyên nhân này, cường giả bách tộc không người nào dám bước vào Thiên Minh Thành nửa bước. Sợ hãi với Dương Diệp, bách tộc đã sâu vào trong xương cốt. Bởi vì cường giả bách tộc không dám bước vào Thiên Minh Thành, điều này làm cho Thiên Minh Thành trở thành tịnh thổ cuối cùng của nhân tộc. Ở chỗ này, không người nào dám nháo sự. Đối với đạo kiếm khí màu đỏ trên không Tần phủ kia, mỗi người đều kính sợ. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã tới ma giới. Ma Đô. Ma Đô là một thành tương đối nổi danh ở ma tộc, cho dù là lúc này, Ma Đô cũng phồn hoa như cũ, địa phương khác của ma tộc đã bắt đầu loạn, nhưng nơi đây không loạn. Bởi vì ở chỗ này, có ma tộc đệ nhất thế gia, Cổ Lan gia. Cổ Lan gia, ở ma tộc địa vị gần với hoàng tộc nhất. Còn lần này ma tộc xâm lấn nhân tộc, dẫn đầu đúng là Cổ Lan gia, ở dưới sự dẫn dắt của Cổ Lan gia, vô số cường giả ma tộc ở nhân tộc lấy được vô số chỗ tốt, cũng chính vì vậy, Cổ Lan gia ở ma tộc địa vị càng ngày càng cao. Trong thành, trong một địa lao. Trong lao, giam giữ gần trăm người, cùng một màu nữ tử, xinh đẹp như hoa, hơn nữa đều là nhân loại. Những cô gái này, đều là thế tử Cổ Lan gia tộc Cổ Lan Hàn từ nhân tộc cướp đoạt đến, mục đích chính là vì cầm những cô gái này làm đỉnh lò. Trong địa lao, sắc mặt chúng nữ như cho tàn, trên người các nàng đều có cấm chế, coi như muốn tự sát cũng không thể. Các nàng đã không còn bất cứ hy vọng nào, bởi vì bây giờ nhân tộc đã gần mất. Tương lai nhân tộc, không phải bị diệt, chính là bị nô dịch. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Nghe thế tiếng kiếm reo, chúng nữ ngây người. Trong chúng nữ, một cô gái xinh đẹp đột nhiên đứng lên.
hắn đã đến. Tần Vũ, là ai tới? Ở bên cạnh nữ tử váy xanh, một nữ tử nhẹ giọng hỏi. Nữ tử váy xanh đúng là muội muội của Tần Xuyên, Tần Vũ. Tần Vũ nắm chắc hai tay. Dương Diệp, Dương Diệp. Chúng nữ ngây ngẩn cả người. Ma Đô. Dương Diệp đứng ở dưới Ma Đô thành, ở quanh người hắn, huyết quang quấn quanh. Mà ở trước mặt hắn không xa, là một lão giả mặc áo dài trắng, ở chung quanh lão giả còn có mười mấy người. Lão giả áo trắng là thánh nhân, người còn lại thấp nhất đều là đại thiện cảnh. Trừ lần đó ra, ở trên tường thành còn có vô số cường giả vây xem, trong thành còn có rất nhiều cường giả liên tục không ngừng chạy về phía này. Cùng nhân tộc bất đồng là, tuy ma tộc cũng loạn, nhưng thời khắc này ma tộc lại biết đoàn kết, mặc dù đoàn kết này nhiều khi là vì đi cướp đoạt, nhưng ít ra cũng là đoàn kết. Hôm nay biết được có người tới xâm phạm, vô số cường giả ở Ma Đô Thành nhanh chóng tụ tập. Ở đối diện Dương Diệp, lão giả áo trắng kia quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp nói. Cổ Lan Hàn ở nơi nào? Cổ Lan Hàn. Hai mắt lão giả áo trắng híp lại. Các hạ tìm hắn làm. Xuy. Ngay lúc này, bên cạnh lão giả áo trắng, ba tên cường giả đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Máu tươi từ cổ phóng lên trời, tựa như suối phun, làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ba người kia, là đại thiện cảnh. Cứ như vậy bị miểu sát rồi hả? Thần sắc lão giả áo trắng cực kỳ ngưng trọng. Hai tay chậm rãi nắm chắc, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhưng đúng lúc này, ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, thoáng qua, kiếm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão giả áo trắng. Trong lòng lão giả áo trắng kinh hãi, một cỗ khí thế kinh khủng cuồn cuộn quét ra, nhưng cỗ khí thế này mới vừa xuất hiện, liền bị một cỗ sát y chân áp trở về. Thoáng qua, xùy, kiếm xuyên qua ót của lão giả áo trắng. Phốc, máu tươi bắn ra. Thân thể lão giả áo trắng cứng ngắc ngay tại chỗ. Ông! Ngay lúc này, huyết kiếm lóe lên ở trên tường thành. Xuy 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 xuy. Mấy trăm cái đầu từ trên tường thành bay lên, mấy trăm vết máu phun trào, tình cảnh như vậy, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bành 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 bành. Những đầu lâu kia từ không trung rơi trên mặt đất, vô cùng chỉnh tề xếp thành một hàng. Giờ khắc này, trong tràng an tĩnh dị thường. Những người còn sống nhìn Dương Diệp, giống như đang nhìn một quái vật. Miểu sát. Ngay cả thánh nhân cũng miểu sát. Ngay lúc này, Dương Diệp tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Sau khi tiến vào trong thành, Dương Diệp ngừng lại. Ba hơi, nếu Cổ Lan Hàn không đi ra, ta đổ thành này. Đổ thành. Hắn là Dương Diệp. Ngay lúc này, không biết ai hô một câu. Dương Diệp. Nghe được hai chữ này, trong chàng lập tức sôi trào. Người này, bọn hắn tự nhiên là biết, chính là người này, cứng rắn đối phó trăm vị thánh nhân của bách tộc, hơn nữa còn giết chết vô số thánh nhân. Quan trọng nhất là, sát ý của Dương Diệp còn chứng tỏ rồi. Mà hôm nay, Dương Diệp này đi tới Ma Đô. Lúc này, ba hơi đã qua. Tay phải Dương Diệp vung lên, trong chốc lát, một thanh huyết kiếm như thiểm điện bắn ra. Xuy 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 xuy. Trong thành, vô số đầu người phóng lên trời. Đồ sát. Thật sự bắt đầu đồ sát. Mọi người trong lòng hoảng hốt, nhao nhao chạy trốn tứ phía. Ngay lúc này, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa, cầm đầu là một lão giả tóc trắng. Người này đúng là chủ nhân của Ma Đô, cũng là lão tổ Cổ Lan gia, đợi ta kêu thêm mấy vị bằng hữu, lại bày tiệc mời Lục sư huynh. Lão giả tóc trắng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Không biết Cổ Lan gia ta có chỗ nào đắc tội. Dương Diệp đột nhiên biến mất, đồng tử của lão giả tóc trắng kia bỗng nhiên co rụt, hai tay mãnh liệt nắm thành quyền, sau đó oanh một cái. Rầm rầm. Hai cỗ lực lượng đáng sợ chấn động ra, nhưng hai cỗ lực lượng này lập tức bị một đạo kiếm khí huyết sắc xé tan thành phấn. Xuy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hai tay của lão giả tóc trắng bay ra ngoài, mà bản thân lão giả tóc trắng thì bị chấn đến mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả của ma tộc sắc mặt trắng bệch. Dương Diệp này, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Ngay lúc này, tay phải hắn khẽ vẫy, huyết kiếm bay trở về trong tay hắn, thời điểm Dương Diệp định ra tay tiếp, lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét. Mang Cổ Lan Hàn ra.
Lúc này đây, hắn thật sự sợ hãi. Dương Diệp này, thánh nhân bình thường căn bản không thể chống lại. Chỉ chốc lát, một thanh niên bị một đám cường giả ma tộc mang ra. Thanh niên này, đúng là Cổ Lan Hàn. Cổ Lan Hàn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ tìm ta. Tần gia. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cổ Lan Hàn. Tần gia, Tần Vũ. Nghe thế, sắc mặt lão giả tóc trắng kia vô cùng khó coi, hắn nhìn Cổ Lan Hàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Đối với chuyện của Cổ Lan Hàn, hắn tự nhiên biết rõ một chút, lúc trước hắn một mắt nhắm một mắt mở, nhưng hắn thật không ngờ, Cổ Lan Hàn này lại chọc tới Dương Diệp. Tần gia. Thần sắc Cổ Lan Hàn biến ảo. Ta không biết các hạ đang nói cái gì. Xuy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hai tay Cổ Lan Hàn trực tiếp bay ra ngoài. Sắc mặt Cổ Lan Hàn trắng bệch, ngay lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cổ Lan Hàn, bàn chân trực tiếp đá Cổ Lan Hàn bay ra ngoài, gầm thét. Nhanh giao người ra đây. Giờ phút này, Cổ Lan Hàn cũng ý thức được tầm quan trọng của sự tình. Chỉ chốc lát, Tần Vũ được đưa tới trước mặt Dương Diệp. Không có sao chứ? Dương Diệp nói khẽ. Tần Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ca ca của ta, hắn thật đã chết rồi sao? Nghe vậy, tâm Dương Diệp đau đớn, hắn đi về phía trước một bước, sau đó nói khẽ. Thật xin lỗi. Tần Vũ lắc đầu, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Không trách ngươi, này là hắn lựa chọn, ta cùng cha đều lý giải. Chẳng qua là, chúng ta thật sự không muốn để hắn ly khai, thật sự không muốn. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tần Vũ. Sau này, Dương Diệp ta là ca ca của ngươi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ. Ở phía dưới, còn có rất nhiều người bị bắt tới giống như ta, cứu các nàng được không? Bằng không thì, kết cục của các nàng sẽ rất thê thảm. Nhanh thả người. Ngay lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét. Giờ phút này, trong lòng lão giả tóc trắng này đã kinh hãi muốn chết. Sợ. Hắn thật sự sợ. Bây giờ Dương Diệp, sát ý chứng tổ, hắn chính là một sát thần, một đại ma đầu, ma hơn cả ma. Dương Diệp này, hiện tại so với lúc trước, càng thêm kinh khủng. Bây giờ Dương Diệp là thật động một chút lại muốn giết người a. Hắn hiện tại, tâm muốn giết Cổ Lan Hàn này cũng đã có. Gây ai không gây, hết lần này tới lần khác gây sát thần như vậy. Theo lão giả tóc trắng ra lệnh, chỉ chốc lát, các nữ tử trong địa lao đều là được thả ra. Mà giờ khắc này, trong tràng tất cả nhân tộc, còn có ma tộc đều nhìn Dương Diệp. Đặc biệt là đám người lão giả tóc trắng kia, hiện tại bọn hắn chỉ mong Dương Diệp nhanh rời đi. Dương Diệp nói khẽ. Chúng ta đi thôi. Nhưng Tần Vũ lắc đầu, sau đó nói. Người nơi này, thường xuyên đi nhân tộc, không biết bao nhiêu người bị bọn hắn tàn sát, mà nữ tử nhân tộc ta không biết có bao nhiêu bị bọn hắn chà đạp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Hôm nay chúng ta ly khai, ngày sau rất có thể lần nữa bị bọn hắn bắt lại. Ca, giúp ta giết bọn chúng đi, được không? Ca, trong lòng Dương Diệp mềm nhũn, hắn khẽ gật đầu. Được, thanh âm rơi xuống. Ông, theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm phóng lên trời, thoáng qua, từng đạo kiếm quang huyết sắc xuyên toa. Xuy 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 xuy. Trong ma đô thành, vô số đầu lâu không ngừng bay lên, không đến một hồi, cả ma đô thành hóa thành tử thành, gà chó không tha. Về phần đám người lão giả tóc trắng, thời điểm Dương Diệp xuất thủ, những người kia đã quay người đào tẩu. Trốn. Với bọn hắn mà nói, chỉ có trốn. Chiến. Ai có thể chiến, lão giả tóc trắng kia, cũng chính là Cổ Lan gia lão tổ cũng bị chém hai tay, ai có thể đánh với Dương Diệp một trận. Trong ma đô thành. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Huyết kiếm qua, không có một ngọn cỏ. Chỉ chốc lát, cả ma đô thành đã không có người sống, bên ngoài ma đô thành. Dương Diệp mang theo chúng nữ rời đi một hồi, Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, lập tức cong ngón búng ra. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên chui vào trong ma đô thành. Ầm! Ở trong ánh mắt chúng nữ, cả tòa thành nổ bể ra. Thoáng qua, một đạo kiếm quang bắn tung tóe, trong chốc lát, cả tòa thành hóa thành hư vô. Dương Diệp nhìn Tần Vũ. Muội hả giận chưa? Tần Vũ nhìn Dương Diệp, nước mắt ngăn không được tuôn ra.
Dương Diệp nói khẽ. Là quay về Tần gia, hay đi theo ta? Tần Vũ nhìn chúng nữ cách đó không xa, nàng do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể mang theo các nàng đi theo ngươi không? Nàng nhìn ra, Dương Diệp không muốn quản chuyện của nhân tộc. Nếu như nàng lựa chọn quay về Tần gia, kết cục của những cô gái này sợ là sẽ rất thảm. Bởi vì Tần gia không có khả năng bảo hộ những cô gái này, cũng sẽ không đi bảo hộ những cô gái này. Dương Diệp tự nhiên biết tâm tư của Tần Vũ, khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể. Nghe vậy, trong lòng Tần Vũ vui vẻ. Cảm ơn ca ca. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo chúng nữ đi tới Hư Linh Đại Lục. Thu xếp ổn thỏa đám người Tần Vũ, Dương Diệp đi vào Hồng Mông Tháp. Ở tầng thứ hai, Dương Diệp ngồi bên cạnh An Nam Tĩnh, hắn duỗi tay nắm chắc tay của An Nam Tĩnh, nói khẽ. Ta bồi ngươi. Đây là một tinh cầu hoang vu, trên tinh cầu này, đã không còn linh khí, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, một nữ tử rơi vào trên tinh cầu. Người này đúng là thần tộc Đinh Thược Dược. Ở bên cạnh Đinh Thược Dược không xa, là cường giả thần tộc, tổng cộng 26 vị thánh nhân. Đinh Thược Dược mang theo mọi người đi tới, chỉ chốc lát, Đinh Thược Dược dừng bước, ở trước mặt nàng không xa, là một vực sâu không thấy đáy. Đinh Thược Dược cúi người nhìn vực sâu, im lặng không nói. Qua hồi lâu, hai tay Đinh Thược Dược hư chiêu, trong chốc lát, không gian chung quanh rung động, một quang trận kỳ dị trùm lên hai bên vực sâu. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên từ phía chân trời xa xôi tấn công tới. Hai mắt Đinh Thược Dược híp lại, hai tay ngừng động tác, sau lưng nàng, chúng thánh đang muốn ra tay, nhưng bị Đinh Thược Dược ngăn cản. Rất nhanh! Một thanh kiếm rơi vào trước mặt Đinh Thược Dược. Kiếm thủ. Người đến đúng là Đại Thiên Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm, kiếm thủ. Hai tay Đinh Thược Dược thả lỏng phía sau. Như thế nào? Kiếm thủ trầm giọng nói. Thần tộc ngươi thật sự muốn phục sinh hắn. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Thế nào, muốn ngăn cản ta? Kiếm thủ trầm mặc. Cái vực sâu này, là năm đó Hiên Viên Đế dùng nàng bổ ra. Mà một kiếm kia, chôn giết thần tộc tộc trưởng năm đó không ai bì nổi, Thích Thiên. Nhưng chỉ có nàng cùng Hiên Viên Đế biết, một kiếm kia không có khả năng chính thức chém giết Thích Thiên. Chẳng qua là trọng thương. Siêu cấp cường giả như Thích Thiên, là cực kỳ khó chết. Về sau, Hiên Viên Đế vốn muốn cách 10 năm tới bồi Thích Thiên một kiếm, cho đến triệt để tuyệt sát Thích Thiên mới thôi. Nhưng năm đó Hiên Viên Đế có kiếm thủ lọt vào cường giả nhân tộc kiêng kỵ. Bởi vậy chúng tổ nhân tộc đột nhiên ra tay, tiêu diệt Hiên Viên Đế. Mà hôm nay, thần tộc muốn phục sinh Thích Thiên. Nhưng bách tộc không có năng lực ngăn trở. Cho dù nàng đã thông chi hai đại gia còn lại, còn có một chút cường giả, nhưng vẫn không người nào nguyện ý tới. Bất lực. Trận chiến ấy của hai đại gia cùng Dương Diệp, chân chính tổn thương nguyên khí nặng nề. Đặc biệt là ngũ tổ, vì tuyệt sát Dương vô địch, bỏ ra giá thê thảm. Hiện tại bọn hắn đối với hành vi của Đinh Thược Dược cùng thần tộc, căn bản bất lực. Mà sở dĩ Đinh Thược Dược lựa chọn ở thời điểm này đến phục sinh Thích Thiên, cũng chính bởi vì duyên cớ ấy. Nếu như là trước kia, hành động này của nàng, tất nhiên sẽ đưa tới cường giả bách tộc ngăn cản. Lúc kia không phải là Dương Diệp đối mặt 5 vị lão tổ cùng 100 vị thánh nhân rồi. Mà là thần tộc bọn hắn. Bởi vậy nàng một mực chờ đợi, chờ một cơ hội. Cơ hội này. Nàng rốt cuộc chờ đến. Cách đó không xa, kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thần tộc ngươi, không phải là người thắng cuối cùng. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua kiếm thủ. Nếu như ta là ngươi, ta chọn rời đi, bằng không thì, đợi tí nữa muốn đi cũng không đi được. Cuối cùng, ngươi bây giờ, chỉ là một thanh kiếm, không có người sử dụng, kiếm lại cường đại, cuối cùng vẫn là kiếm. Cách đó không xa, kiếm thủ trầm mặc hồi lâu. Sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Ngươi chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nói xong, nàng đi tới biên giới vực sâu, năm đó Thích Thiên ở nơi này ngăn trở cường giả bách tộc cùng tứ đại gia. Cũng chính là ở địa phương này, thần tộc biến mất khỏi Đại Thiên Vũ Trụ. Chết thì chết, trốn thì trốn. Năm đó thần tộc cường thịnh bực nào. Qua hồi lâu, Đinh Thược Dược lắc đầu. Hai tay nàng hư chiêu, trong chốc lát, một vùng sao trời xuất hiện ở trên bầu trời đại lục, thoáng qua, vô số tinh quang từ phía xa kích xạ đến, thoáng qua, toàn bộ vực sâu bắt đầu rung động kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, một cỗ khí tức từ vực sâu truyền ra.
khí tức có chút yếu ớt, giống như tiếng hít thở của đứa bé sơ sinh. Lúc này, bàn tay như ngọc trắng của Đinh Thược Dược nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạch quang tản đi, tiểu bạch rơi vào trước mặt Đinh Thược Dược. Tiểu bạch nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Đinh Thược Dược nói, linh khí, ta cần linh khí. Tiểu bạch trầm mặc, bắt ngươi, không cần thiên chỉ của thiên cung. Lúc này, một trung niên đi tới trước mặt Đinh Thược Dược. Quân sư, cho nàng chút màu sắc đi, bằng không thì nàng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. L. Lúc này, trung niên kia không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Ngoài nghìn trượng, trung niên ầm ầm rơi xuống đất, hắn không hiểu cô nhìn về phía Đinh Thược Dược. Quân sư, thuộc hạ. Đinh Thược Dược lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên kia, sau đó nói. Tắc làm thế nào, không cần ngươi tới dậy. Trong lòng trung niên cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai. Ở thần tộc, địa vị của Đinh Thược Dược quá siêu nhiên. Đương nhiên, không chỉ địa vị, thực lực của Đinh Thược Dược cũng vô cùng cường đại. Tại thần tộc, ngoại trừ chí nữ, Đinh Thược Dược có quyền uy tuyệt đối. Đinh Thược Dược thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu bạch, nàng thò tay muốn sờ tiểu bạch, nhưng tiểu bạch tránh ra. Tay Đinh Thược Dược có chút cứng đờ, sau đó nói khẽ. Tiểu bạch, nếu ngươi không nguyện ý trợ giúp ta, bọn hắn sẽ giết ngươi, còn có Dương Diệp, ngươi không hy vọng hắn có việc gì chứ? Nghe vậy, tiểu bạch nhìn hằm hằm Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược mặt không biểu tình, tay phải nàng quơ quơ. Đi giết Dương Diệp. Sau lưng nàng, mấy thánh nhân xoay người rời đi. Lúc này, tiểu bạch đột nhiên ngăn cản các thánh nhân kia, nàng nhìn về phía Đinh Thược Dược, thoáng qua, một cỗ linh khí đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, những linh khí này liên tục không ngừng tràn vào trong vực sâu. Cứ như vậy, vô số linh khí cùng tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào vực sâu. Cách đó không xa, Đinh Thược Dược mắt nhìn phía dưới, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh như băng, mặt không biểu tình. Ở trong hư không rất xa, một lão giả nhìn chăm chú lên hết thảy. Lão giả này, đúng là đạo tổ. Đạo tổ tự nhiên biết rõ Đinh Thược Dược đang làm cái gì, nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Nàng kia, đã nghĩ đến tất cả các phương diện. Bách tộc, tứ đại gia, Dương Diệp. Cô gái trước mắt này chính là lợi dụng Dương Diệp cùng tứ đại gia còn có bách tộc quan hệ phức tạp, vì thần tộc tìm được một cơ hội tốt nhất, một cơ hội vùng lên. Hôm nay, thần tộc quật khởi, thế bất khả kháng. Qua hồi lâu, đạo tổ thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Mà ở bên khác, là một lão giả khác. Lão giả này đúng là Viên lão, cũng chính là Thiên Cơ lão nhân. Ở bên cạnh hắn là Trọng giả. Sau khi Trọng giả rời khỏi binh gia, một mực đi theo Viên lão. Thích Thiên muốn sống lại. Thiên Cơ lão nhân nói khẽ. Thích Thiên năm đó vị vô địch hậu thế kia. Trọng giả hỏi. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu. Vào năm đó, nếu không phải hắn, sợ là thần tộc phải triệt để diệt sạch. Vị này, thật xem như một nhân vật, năm đó mấy vị lão tổ, tăng thêm Hiên Viên Đế liên thủ, mới thắng được trận đại chiến cuối cùng. Đáng tiếc năm đó bách tộc cùng tứ đại gia không chém tận giết tuyệt thần tộc. Đương nhiên, không phải bọn hắn không muốn, mà là làm không được. Phụ thân của nữ oa kia, cũng là thần tộc quân sư năm đó, vị này cũng là một nhân vật. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Đinh Thược Dược cách đó không xa. Hổ phụ không sinh khuyển nữ a. Bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, Trọng giả lắc đầu. Đại thiên vũ trụ này, sợ là chịu không được quá nhiều hành hạ rồi. Thiên Cơ lão nhân đang muốn nói gì, đột nhiên, vực sâu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó chậm rãi tràn ra. Thiên Cơ lão nhân thấp giọng nói. Hiện thế rồi. Lúc này, trong vực sâu, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời. Ngay sau đó một cột sáng kim sắc vọt lên, chỉ chốc lát, một trung niên xuất hiện ở trong cột sáng màu vàng kia. Sau lưng Đinh Thược Dược, các thánh nhân kia đột nhiên quỳ xuống. Cung nghênh chủ thượng. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Thành công. Ha ha. Ngay lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trong cột sáng truyền ra, chỉ chốc lát, tiếng cười trực thấu chân trời, chuẩn xác mà nói, vô số thế giới đều nghe được tiếng cười kia. Trong tiếng cười, tràn đầy khoái ý, tràn đầy không kiêng nể gì cả. Đại thiên vũ trụ, Thích Thiên ta đã trở về. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng cả đại thiên vũ trụ. Nhưng đúng lúc này,
một trung niên mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước vực sâu. Ánh mắt đám người Đinh Thược Dược nhìn về phía trung niên kia. Trung niên coi thường đám người Đinh Thược Dược, sau đó chậm rãi đi đến cột sáng. Nghe nói ngươi rất mạnh, hy vọng là sự thật. Ngươi là người phương nào? Trong cột ánh sáng, truyền ra một giọng nói. Trung niên khẽ lắc đầu. Thế gian có một loại tư vị, ta không muốn nếm loại tư vị này. Nói đến đây, hắn ngừng lại, nhìn thẳng cột sáng. Biết là tư vị gì không? Tư vị vô địch. Tư vị vô địch. Trong tràng, hai mắt Đinh Thược Dược híp lại, vẻ mặt nghiêm túc. Người trung niên trước mắt mặc trường bào màu trắng, nàng đã từng thấy. Qua. Mà vị này, cũng là một vị thần bí nhất, khó lường nhất. Giờ phút này, trung niên áo bào trắng đi tới trước mặt cột sáng, hắn bấm tay điểm ra. Xuy. Cột sáng nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời rơi xuống phía dưới. Trong cột sáng, là một trung niên mặc áo bào tím, trung niên tóc dài xõa vai, thân hình cao lớn, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm, người này, chính là Thích Thiên của thần tộc. Giờ phút này, Thích Thiên cũng đang chăm chú nhìn trung niên kia. Thích Thiên chậm rãi đi tới trước mặt Chano Di Niên, sau một khắc, hắn bấm tay điểm tới. Một điểm này, trong thiên địa dường như trở về tĩnh mịch. Thiên địa biến sắc. Ông C. Lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên. Xuy. Giờ khắc này, trong thiên địa đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé rách, thoáng qua, Thích Thiên lui về phía sau trọn vẹn vạn trượng. Mà lúc này, trung niên áo bào trắng đã quay người rời đi. Điểm đến là rừng. Sai. Mà là trung niên áo bào trắng đã không có dục vọng tiếp tục đánh. Bởi vì Thích Thiên bây giờ, cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Ngươi là người phương nào? Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Tay phải của hắn chắp sau lưng, nếu như có người ở sau lưng sẽ phát hiện, trên cánh tay phải có một vết kiếm sâu đậm. Cách đó không xa, trung niên áo bào trắng không nói gì. Tiền bối. Ngay lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Trung niên nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Hôm nay đại thiên vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, tiền bối thực lực cường đại như thế, xin tiền bối. Qua trung niên nhìn Đinh Thược Dược. Thiên phú không tồi, nhưng đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác ưa thích chơi kế sách. Tiểu nữ oa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy kế sách đều là phù vân. N hệ gì tới ta? Trong lòng Đinh Thược Dược có chút không phục. Đây không nhất định. Không nhất định. Trung niên mỉm cười. Nếu như hiện tại ta muốn tiêu diệt thần tộc ngươi, bất quá là chuyện tình trong nháy mắt, lại hỏi, ngươi làm sao ngăn cản? Đinh Thược Dược biến sắc. Trung niên lắc đầu, đang muốn ly khai, nhưng lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Tiền bối thấy Dương Diệp thế nào? Hắn hiện tại, được xưng đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm tu, mà tiền bối, tựa hồ cũng chỉ dùng kiếm. Dương Diệp. Trung niên ngừng lại, trầm mặc một chút, trung niên nói khẽ. Kiếm đạo có chút tạp, bất kể là sát ý hay kiếm, đều chưa đủ thuần túy. Sát ý không đủ thuần túy. Là vì trong lòng hắn hữu tình, không cách nào làm được tuyệt, kiếm đạo không đủ thuần túy, là vì trong lòng hắn có sát ý. Hắn bất kể là sát ý, hay kiếm ý, lực lượng đều đến từ chữ tình. Nếu như hắn có thể kiên trì bản tâm, giữ vững chữ này, sẽ có đạo của mình. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói. Kiếm đạo của tiền bối cùng hắn tựa hồ trái lại. Trung niên như có thâm ý nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược. Xác thực rất thông minh. Nói xong trung niên không có nói gì, quay người biến mất ở xa xa. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Hẳn không sai. Qua hồi lâu, Đinh Thược Dược quay người đi tới trước mặt Thích Thiên, lúc này Thích Thiên nói. Ngươi là con gái của Toán Tuyệt. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Trong mắt Thích Thiên hiện lên vẻ ôn nhu. Đinh gia ngươi, vì thần tộc ta hy sinh quá nhiều. Năm đó nếu không có cha ngươi hy sinh. Thần tộc ta ở trận tranh đấu cuối cùng kia, đã triệt để diệt sạch. Đinh Thược Dược trầm mặc. Hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Không sao, năm đó bách tộc đối với thần tộc chúng ta làm hết thảy, ta muốn bọn hắn gấp trăm ngàn lần trả trở về. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ân. Thích Thiên nhìn về phía Đinh Thược Dược nói khẽ. Nếu như Thích Thiên đại nhân đã phục sinh. Thần tộc liền giao cho Thích Thiên đại nhân. Ta muốn an tĩnh mấy ngày,
mong Thích Thiên đại nhân thành toàn. Thích Thiên nhìn Đinh Thược Dược hồi lâu, sau đó nói. Được, nhớ kỹ, đại môn của thần tộc, vị trí thần tộc quân sư vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, nàng thả Tiểu Bạch ra. Còn có một sự tình, linh chủ này, có thể vì thần tộc ta làm rất nhiều chuyện. Mà năm đó nàng tương trợ ta nhiều lần, ta hy vọng Thích Thiên đại nhân có thể đối xử tử tế với nàng. Thích Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể. Đinh Thược Dược nhìn Thích Thiên có chút thi lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng nói khẽ. Phải nghe lời một ít, không thể giống như trước kia. Tiểu Bạch căm tức nhìn Đinh Thược Dược, tiểu trảo nàng huy vũ. Dương Diệp sẽ đến. Đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Đinh Thược Dược mỉm cười, không có nói cái gì, quay người rời đi. Đinh Thược Dược đi tới một mảnh tử địa này, đã từng là đô thành thần tộc. Mà bây giờ, đã trở thành một mảnh tử địa, không có linh khí, không có hơi thở sự sống. Tĩnh mịch. Người nơi này, đều chết hết. Đinh Thược Dược chậm rãi quỳ xuống, hai hàng nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tràn ra. Phụ thân, ta không muốn giết hắn, không muốn hại hắn. Thế nhưng bách tộc tàn sát thần tộc ta 370 thành, giết thần tộc ta mấy tỷ người, hầu như diệt chủng thần tộc ta, thù này, không thể không báo, mấy tỷ sinh linh của thần tộc ta, không thể chết vô ích, Đinh gia ta 1.600 người, hiện tại oan hồn của bọn họ vẫn ở chỗ cũ, ta không có lựa chọn khác. Năm đó bách tộc đánh thần tộc thua. Nhưng hiện tại đã có rất ít người biết lúc trước bách tộc đối đãi thần tộc như thế nào. Thần tộc 370 thành, đều bị tàn sát. Một lần kia, máu tươi nhuộm đỏ cả đại thiên vũ trụ. Được làm vua thua làm giặc, thần tộc bại, cái này là kết cục của thần tộc, huyết hải thâm cừu. Qua hồi lâu, nàng chậm rãi đứng lên. Ta đã vì thần tộc làm hết thảy ta có thể làm. Lúc trước, hắn cứu mạng của ta sẽ trả cái mạng này cho hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động, chỗ đó có một cánh cửa ánh sáng. Chẳng biết lúc nào, cánh cửa ánh sáng đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bóng mờ từ trong đó chậm rãi đi ra, một lát sau, hư ảnh dần dần ngưng thực. Hư ảnh hình người, bất quá so với người bình thường cao hơn một chút, hơn nữa đồng tử là màu xám. Đây là một nữ tử. Nữ tử mặc khôi giáp ám kim sắc, đầu đội mũ giáp, sau lưng đeo trường thương. Ở dưới nữ tử, là một dị thú hình thể cực sự cao to. Dị thú như ngựa, bất quá hình thể so với ngựa bình thường lớn hơn rất nhiều, dị thú này toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ thẫm, sau lưng mọc hai cánh cũng màu đen nhánh, sắc bén như đao phong. Nữ tử quét nhìn bốn phía, cuối cùng hư không tiêu thất. Mà ở ngoài mấy triệu dặm, cũng chính là hư linh đại lục, trong cơ thể Dương Diệp, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu. Cặp mắt híp lại. Khí tức tử vong, bất tử kỵ sĩ, các nàng xuất hiện. Bất tử kỵ sĩ. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Thiên Tú, hắn vuốt vuốt đầu nhỏ của Thiên Tú. Đó là cái gì? Thiên Tú khẽ cúi đầu. Một chi quân đoàn cường đại, rất lợi hại. Rất lợi hại. Thiên Tú nhìn Thiên Tú hồi lâu, sau đó nói khẽ. A Tú, ta thật sự rất ngạc nhiên. Người đến tột cùng là người nào? Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca rất muốn biết sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không muốn biết, ta chỉ biết là, ngươi là A Tú. Thiên Tú nghe vậy, nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười vô cùng sáng lạn. Một lát sau, Thiên Tú giữ chặt tay của Dương Diệp. Ca ca là muốn đi báo thù, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Khẳng định là phải báo. Thiên Tú nói khẽ. Có thể chờ một chút cô. Ân. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Những người kia, đều tự thực ác quả. Hiện tại ca ca phải làm, là cố gắng tăng lên thực lực của mình, bởi vì có tồn tại so với những người kia càng đáng sợ hơn xuất hiện. Ta cảm nhận được khí tức của bọn hắn rất nhanh sẽ xuất hiện toàn bộ. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Hắn đã có một cảm giác cực kỳ không hay. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên tiến vào trong Hồng Mông Tháp, nàng đi tới trước mặt của Dương Diệp. Thích Thiên thần tộc sống lại. Thần tộc tộc trưởng. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Tiểu Bạch thì sao? Tiểu Bạch ở trong tay Thích Thiên, còn Đinh Thược Dược,
nàng tựa hồ biến mất. Dương Liêm Sương nói khẽ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đã minh bạch, nếu như Tiểu Bạch có gì không hay, ngươi. Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Nếu Tiểu Bạch có gì không hay, ta sẽ giết hết thần tộc, ta muốn hút sạch máu người thần tộc, năm đó bách tộc không có diệt sạch bọn hắn, vậy để Dương Diệp ta đến. Tiểu Bạch là nghịch lân của hắn. Ai đụng người đó chết, có bao nhiêu, chết bao nhiêu. Dương Liêm Sương thấp giọng thở dài, không có nói cái gì nữa. Ta đi ra ngoài một chuyến, nơi đây giao cho các ngươi. Dương Diệp nói xong, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất không thấy gì nữa. Binh gia. Ngày hôm nay, một trung niên đột nhiên đi tới lối vào binh gia. Người này đúng là Thích Thiên. Binh gia thủ hộ giả xuất hiện ở trước mặt Thích Thiên, hắn đang muốn nói, Thích Thiên đột nhiên thò tay nắm tới. Ầm. Thân thể binh giới thủ hộ giả nổ bể ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Thích Thiên đưa tay vỗ ra một trường. Ầm. Cả kết giới binh giới lập tức hóa thành hư vô, thoáng qua, Thích Thiên cùng 26 thánh của thần tộc xuất hiện ở binh giới. Trong lòng người binh giới hoảng hốt, vô số cường giả nhao nhao phóng lên trời. Thích Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lạnh nhạt nói. Giết, bất luận già trẻ. Binh giới. Đại quân thần tộc hàng lâm, cả binh giới lập tức hỏng bét. Nhưng rất nhanh, một đạo uy áp vô hình xuất hiện ở trên không binh giới, thoáng qua, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Thích Thiên không xa. Người đến, đúng là binh gia binh tổ. Binh tổ nhìn thoáng qua Thích Thiên. Lúc trước đúng là sơ suất. Chủ quan. Khóe miệng Thích Thiên nổi lên cười lạnh. Các ngươi đúng là sơ suất. Hiện tại, năm đó thiếu nợ thần tộc ta, nên trả lại chứ. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Thoáng qua, những cường giả sau lưng hắn lập tức vọt về phía đám người binh giới. Nhưng đúng lúc này, vô số cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong binh giới. Thánh nhân. Trọn vẹn 49 vị thánh nhân. Dẫn đầu là Phật tổ của Phật gia, còn có đạo tổ đạo gia. Trừ lần đó ra, còn có tà tổ cùng với ma tổ ma tộc. Bốn vị lão tổ. Khi biết thần tộc Thích Thiên muốn sống lại, bách tộc cùng tam đại gia tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Cùng tiến thối. Bây giờ tam đại gia tăng thêm bách tộc, đã đạt thành một hiệp nghị, cái kia chính là cùng tiến thối, cùng nhau đối mặt thần tộc. Đương nhiên, còn có Dương Diệp. Dương Diệp cái yêu nghiệt này. Hiện tại tam đại gia cùng bách tộc đã không có năng lực giết hắn rồi. Nếu quả thật muốn giết, vậy nhất định sẽ trả giá thê thảm. Cái giá này, dưới tình huống không có thần tộc, là có thể giao ra. Nhưng còn có thần tộc A. Bởi vậy dù cho bọn hắn biết Dương Diệp trưởng thành tiếp không được, nhưng bọn hắn bất lực. Cách đó không xa, hai mắt Thích Thiên híp lại. Các ngươi phản ứng ngược lại rất nhanh. Nguyên bản sau khi hắn xuất thế, muốn xuất kỳ bất ý, trước diệt hết binh gia. Nhưng hắn thật không ngờ, binh gia này sớm có phòng bị. Lúc này Phật tổ Phật gia chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Thích Thiên thí chủ, chuyện năm đó đã là quá khứ. Sao không nhìn về tương lai? Đại thiên vũ trụ, các tộc hoàn toàn có thể cộng đồng sinh tồn, ngươi. Đã là quá khứ. Thần sắc Thích Thiên đột nhiên dữ tợn. Lão lừa chọc, năm đó bách tộc ngươi diệt thần tộc ta mấy trăm thành, để cho thần tộc ta hầu như diệt chủng, hiện tại ngươi cùng ta nói đó đã là quá khứ. Nói xong, Thích Thiên mãnh liệt oanh ra một trường. Ầm, một cỗ uy áp cường đại chấn động ra, cả binh giới run lên kịch liệt, thiếu chút nữa vỡ nát. Mà xa xa, trong cơ thể Phật gia Phật tổ đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang hiện ra, trực tiếp ngăn trở lực lượng của Thích Thiên. Nguyên lai các ngươi đều bị thương. Lúc này Thích Thiên đột nhiên cười lạnh. Thích Thiên thí chủ chẳng phải cũng vậy sao? Phật tổ lạnh nhạt nói. Năm đó bị trọng thương, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt, hiện tại ngươi lại khôi phục mấy thành. Hai mắt Thích Thiên híp lại, giống như suy nghĩ cái gì? Phật tổ lạnh nhạt nói. Năm đó, người vô địch hậu thế, nhưng từ khi ngủ say đến nay, người còn là người năm đó, mà chúng ta đã không phải chúng ta của năm đó. Dù cho chúng ta bị trọng thương, nhưng nếu liên thủ, muốn tuyệt sát ngươi, cũng không phải không được, chỉ có điều phải đánh đổi khá nhiều mà thôi. Nếu như thần tộc ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương, chúng ta tùy thời có thể phụng bồi tới cùng. Lưỡng bại câu thương. Hai tay Thích Thiên chậm rãi nắm lại, nếu hắn xuất thủ. Xác thực có thể cùng bách tộc lưỡng bại câu thương,
nhưng thần tộc sợ là cũng triệt để bị diệt. Cuối cùng, Thích Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, sau đó mang theo cường giả thần tộc quay người rời đi. Các ngươi sẽ không đợi quá lâu đâu. Chân trời truyền đến thanh âm của Thích Thiên. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Hiện tại tình cảnh của Bách tộc cùng ba đại gia có thể nói là vô cùng tệ hại, lúc trước vì giết Dương Diệp, Bách tộc cùng tam đại gia trả giá quá lớn. Nhưng Dương Diệp còn sống. Hôm nay Dương Diệp này càng cường đại. Chỗ chết người nhất chính là, hiện tại thần tộc ngóc đầu trở lại. Trừ lần đó ra, còn có thời đại mạt Pháp, hiện tại các tộc cùng tam đại gia nội bộ mâu thuẫn cũng càng sâu. Không có linh khí. Tất cả mọi người muốn linh khí. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu, không có bất kỳ năng lực sinh tồn, chỉ có thể bị lược đoạt, chỉ có thể bị tàn sát. Ngăn cản. Căn bản không có cách nào ngăn cản cường giả cướp đoạt. Cường giả làm sao sinh tồn? Linh chủ ở trong tay thần tộc. Lúc này có người đột nhiên hỏi. Minh Tổ khẽ gật đầu. Đúng. Một bên, Phật Tổ nói khẽ. Linh chủ này, bây giờ chúng ta tạm thời không cách nào đến cướp đoạt. Bất quá cũng tốt, ở trong tay thần tộc, Dương Diệp sẽ đi tìm thần tộc phiền toái, có hắn kiềm chế thần tộc thoáng một phát, với chúng ta mà nói, là một cơ hội tu dưỡng tốt. Nghe vậy, mọi người đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người biết Dương Diệp coi trọng linh chủ, thần tộc đoạt linh chủ, Dương Diệp nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này Dương Diệp đã tới một mảnh tinh không. Tinh không mịt mùng, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Dương Diệp một người một mình hành tẩu, không biết trải qua bao lâu, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, đứng vững một tòa cung điện. U Minh Cung. Nơi đây, đúng là tổng bộ của U Minh Điện. Dương Diệp chậm rãi đi tới trước U Minh Cung, lúc này một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người tới là ai? Người áo đen gầm lên. Suy! Lúc này, một đạo kiếm khí huyết sắc lóe lên. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không xuất hiện tầng một sương mù màu máu. Mà cách đó không xa, người áo đen mới vừa nói đầu bay ra ngoài. Rất nhanh, hơn 10 đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ trong U Minh Cung cuốn về phía Dương Diệp. Dương Diệp bước ra một bước, một cỗ sát ý giống như thủy triều bộc phát ra. Ầm, hơn 10 luồng khí tức khủng bố lập tức tan thành mây khói. Mà lúc này, Dương Diệp đã tiến vào U Minh Cung, ở trước mặt hắn, là 13 người thần bí áo đen, 13 người áo đen kia muốn ra tay, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lui ra, thanh âm rơi xuống, 13 người quay người lui ra. Một nữ tử xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người đến đúng là Thiếu Ti U. Thiếu Ti U quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói. Thế nào, muốn báo thù? Lúc này, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của U Thiếu Ti, bất quá mũi kiếm vừa chống đỡ mi tâm Thiếu Ti U thì dừng lại. Hai tay Thiếu Ti U nắm huyết kiếm của Dương Diệp, huyết kiếm bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, không cách nào tiến nửa tấc. Thiếu Ti U nhìn Dương Diệp. Xác thực so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng muốn sát tổ. Còn có chút non. Thanh âm rơi xuống. Ầm. Dương Diệp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Bất quá thoáng qua, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng Thiếu Ti U, một kiếm mãnh liệt đâm vào sau lưng nàng. Nhưng một kiếm này rơi vào khoảng không. Thiếu Ti U đã ở hơn trăm trượng, ngay vị trí trước kia của Dương Diệp. Lúc này, tay phải của Thiếu Ti U đột nhiên thò ra, trong chốc lát, từng sợi hắc khí u ám lưu uyển. Cách đó không xa. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, từng đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện ở trong tinh không. Rầm 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 rầm. Khắp trong tinh không đột nhiên nổ vang, hai bị chấn bay ra mấy ngàn trượng. Bất quá Dương Diệp vừa dừng lại, đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Thiếu Ti U. Một thanh huyết kiếm bổ xuống. Sắc mặt Thiếu Ti U không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng chấn động. Ầm! Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui, mà thời điểm Dương Diệp bị đẩy lui, Thiếu Ti U đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Dương Diệp, thoáng qua, một đạo hàn quang chém về phía cổ họng của Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, bất quá hắn không có lựa chọn ngăn cản hàn quang, mà tay cầm huyết kiếm đâm một cái. Lấy mạng đổi mạng, Thiếu Ti U cũng không có tránh lui, đạo hàn quang kia tốc độ càng nhanh, bởi vì nàng có lòng tin. Chủy thủ trong tay của mình sẽ trước tiên cắt lên cổ họng của Dương Diệp. Như nàng suy nghĩ,
chủy thủ trong tay nàng trực tiếp cắt qua cổ họng của Dương Diệp. Xuy. Nhưng ở cổ họng của Dương Diệp, xuất hiện tầng một giáp mỏng. Hồng mông giáp. Giáp hoàn toàn chặn lại chủy thủ trong tay Thiếu Ti U, mà kiếm trong tay Dương Diệp thì đâm vào ngực nàng. Ầm. Cả người Thiếu Ti U bị chấn bay ra ngoài, Dương Diệp vừa định thừa thắng truy kích, nhưng đúng lúc này, một trưởng ấn màu đen đột nhiên đánh về phía hắn. Dương Diệp giơ kiếm bổ một phát. Ầm. Một kiếm rơi xuống, trưởng ấn nghiền nát, Dương Diệp cũng bị đẩy lui. Thời điểm bị đẩy lui, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, một đạo kiếm quang đánh tới Thiếu Ti U. Cách đó không xa, một đạo tàn ảnh đột nhiên đánh vào kiếm quang huyết sắc. Ầm. Kiếm quang huyết sắc nổ bể ra, thoáng qua, Thiếu Ti U đi vào trước mặt Dương Diệp, sau một khắc, khóe miệng Thiếu Ti U hiện lên vẻ dữ tợn, ngay sau đó, một cánh tay đen nhánh trực tiếp áp về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn ra tay, đột nhiên cỗ lực lượng kia lập tức trở nên mạnh mẽ, trên người Dương Diệp xuất hiện một luồng áp lực vô hình, cỗ uy áp này như muốn đập thân thể Dương Diệp vụn. Cực kỳ khủng bố. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, sắc mặt Thiếu Ti U hơi đổi, sau một khắc, vô số kiếm khí huyết sắc cắt lực lượng kia nát bấy, thoáng qua, kiếm khí lập tức bao phủ lại. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Những kiếm khí huyết sắc kia của Dương Diệp đột nhiên nổ bể ra, mà giờ khắc này, Thiếu Ti U đã ở bên ngoài vạn trường. Thiếu Ti U nhìn Dương Diệp. Có chút ý tứ, chờ thương thế của ta tốt lên, tại hảo hảo cùng ngươi chiến một trận. Nói xong, nàng cùng cường giả U Minh Điện biến mất. Tạm thời tránh mũi nhọn. Một phen kịch chiến, Thiếu Ti U phát hiện, nàng bây giờ thật đã không làm gì được Dương Diệp. Tiếp tục đánh, coi như nàng có thể thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Nàng bây giờ, bản thân đã bị trọng thương, tuyệt đối không thể bị Dương Diệp kéo tàn. Bởi vậy lựa chọn đi. Cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ dữ tợn, tay phải cầm huyết kiếm mãnh liệt bổ ra. Ầm. Cách đó không xa, U Minh Cung bị một kiếm này chém thành hư vô. Bất đắc dĩ. Cực kỳ bất đắc dĩ. Thiếu Ti U muốn đi, hắn căn bản không thể lưu lại. Qua hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói khẽ. Nhị tỷ, Tần Xuyên, Phu Tịnh, Hầu Ca, cho ta một chút thời gian, cho thêm một chút, ta sẽ dùng máu tươi của bách tộc cùng hai đại gia tế điện các ngươi. Ta đi bảo vệ, một. Lần này, Dương Diệp cũng ý thức được một vấn đề. Thực lực chưa đủ. Hắn hiện tại, muốn giết một vị lão tổ còn rất khó khăn. Mà Thiếu Ti U này, thân thể còn bị thương, nếu như đối phương không có thụ thương, đừng nói giết đối phương, hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Thực lực. Trong tràng, qua hồi lâu, Dương Diệp quay người rời đi. Mà sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nữ tử xuất hiện. Cô gái này, đúng là Thiếu Ti U. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, sắc mặt Thiếu Ti U trầm như nước, ở trong lòng bàn tay của nàng, có một vết kiếm sâu đậm. Thực lực của Dương Diệp nằm ngoài dự đoán của nàng. Hiện tại tuy Dương Diệp không giết được nàng, nhưng nàng cũng không làm gì được Dương Diệp. Một cường giả tổ cảnh không làm gì được một cường giả thánh nhân. Có chút buồn cười. Nhưng sự thật là như thế. Qua hồi lâu, Thiếu Ti U thấp giọng nói. Người này, không thể tùy ý trưởng thành tiếp. Lúc này đây, nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Thần tộc rút đi, điều này làm cho đại thiên vũ trụ xuất hiện một A-di bình tĩnh. Bất quá thời đại mạt pháp mang tới ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Bách tộc, trong đó thảm nhất không ai qua được nhân tộc. Nhân tộc bây giờ, hoàn toàn đã trở thành đối tượng bách tộc cướp đoạt, vô số cường giả đi vào nhân tộc cướp đoạt, mà nhân tộc lại không có tiến hành phản kháng, bởi vậy nhân tộc đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhưng đúng lúc này, không biết ai tiết lộ Dương Diệp ở Hư Linh Đại Lục, vì vậy vô số nhân loại bắt đầu chạy về phía Hư Linh Đại Lục. Hy vọng. Bây giờ đối với nhân tộc mà nói, nơi đó chính là hy vọng cuối cùng. Dương Diệp xuất hiện qua ở Thiên Minh Thành, mà bởi vì một đạo kiếm khí của Dương Diệp, cường giả bách tộc không có bất kỳ một người dám bước vào Thiên Minh Thành nửa bước. Nhân tộc bây giờ, duy nhất có thể làm cho bách tộc kiêng kỵ, phải nói sợ hãi, cũng chỉ có Dương Diệp. Đi Hư Linh Đại Lục. Mặc kệ nơi đó có linh khí hay không. Chỉ cần có thể còn sống. Cứ như vậy. Vô số nhân tộc huyền giả liên tục không ngừng trốn vào Hư Linh Đại Lục. Hư Linh Đại Lục, trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất,
hai tay kết ấn, ở quanh người hắn tản ra một cỗ hồng mang. Sát ý. Sau khi sát ý của hắn chứng tổ, kỳ thật có chút không ổn định, cái không ổn định này, nguồn gốc là từ cảnh giới của hắn mới thánh nhân cảnh, nhưng sát ý của hắn đã đạt tới tổ cảnh. Ý cảnh cùng cảnh giới cách biệt quá lớn, đặc biệt ý cảnh này còn là sát ý. Bởi vì nguyên nhân kia, làm cho hắn nhiều khi bị sát ý ảnh hưởng, chỉ muốn giết người. Mặc dù hắn rất muốn giết người, nhưng lại không muốn bị sát ý nô dịch. Mà bây giờ, hắn vững chắc kiếm tâm của mình, kiếm tâm vững chắc, sát ý không thể nô dịch hắn, mà hắn cũng có thể khống chế sát ý tốt hơn, nếu sát ý bị hắn chính thức khống chế, uy lực sẽ nâng cao một bước. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, càng ngày càng nhiều người đi vào Hư Linh Đại Lục, mà những người tới Hư Linh Đại Lục kia, đều đi tới Hư Linh Thành. Hư Linh Thành, chính là nơi đám người Dương Diệp cư trú, tuy thành này đã trở thành phế tích, nhưng vô số người mệt mỏi coi thành này là hy vọng cuối cùng. Bất quá hiện tại bọn hắn gặp phải một vấn đề. Dương Diệp có thể lưu bọn hắn lại hay không? So với bách tộc, bọn hắn càng sợ Dương Diệp. Thời khắc này Dương Diệp, sát ý chứng tổ, ở trong nội tâm nhân tộc, cái kia chính là sát thần. Loại người này, tâm niệm hơi chút không như ý, chính là muốn giết người. Bất quá bọn hắn không có biện pháp khác. Ở lại nhân tộc, không bị bách tộc giết là bị người một nhà giết, tới nơi này, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trước cửa thành cũ nát của Hư Linh Thành, Dương Liêm Sương nhìn huyền giả nhân tộc ở bên ngoài, lông mày không khỏi nhíu lại. Ở bên cạnh nàng, là Tư Đồ Thính Vân và Tần Vũ. Ở trước mặt tam nữ, số lượng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có nghìn hơn. Những người này, toàn bộ đều đang nhìn các nàng. Dương Liêm Sương trầm mặc, thời khắc này nàng hơi lúng túng. Lưu những người này lại. Nếu như lưu những người này lại, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không muốn thu những người này. Thu những người này, sẽ có càng ngày càng nhiều phiền toái xuất hiện. Nhưng nếu đuổi những người này đi, nàng rất rõ ràng, những người này nhất định là sống không được bao lâu. Lưu hay đuổi? Lưu bọn hắn lại đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn lại, một tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Người tới chính là Thiên Tú. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua tiểu nữ hài thần bí kia, sau đó nói. Vì cái gì? Thiên Tú đi tới bên cạnh Dương Liêm Sương, sau đó nói khẽ. Các ngươi thật muốn nhân tộc chết hết sao? Dương Liêm Sương trầm mặc. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có một loại lực lượng, gọi là chúng sinh chi lực, loại lực lượng này, cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Hư Linh Thành cách đó không? Xa. Nếu nhân tộc diệt vong, chỉ còn lại các ngươi, khi đó các ngươi sẽ cảm nhận được cô độc trước nay chưa từng có. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn thoáng qua những nhân cách đó không xa, trầm mặc. Lúc này Thiên Tú lại nói. Nhân tộc chúng thánh cô phụ ca ca, thế nhưng tầng dưới chót của nhân tộc, bọn hắn không có nợ ca ca. Những người này, bọn hắn căn bản không có quyền nói chuyện, để cho bọn hắn đến gánh chịu hậu quả do nhân tộc chúng thánh quyết định, không công bằng. Nói xong, Thiên Tú quay người đi sang một bên. Tại chỗ, Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía những người cách đó không xa. Vào đi, giờ khắc này, vô số nhân loại nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Tuyệt vọng! Không phải người của nhân tộc, là căn bản không lãnh hội được tâm tình của bọn hắn giờ phút này. Tại nhân tộc, khắp nơi đều là địch nhân, thậm chí người thân nhất của ngươi khả năng cũng sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Hơn nữa tăng thêm cường giả bách tộc bốn phía cướp đoạt, có thể nói, cả nhân tộc đã trở thành nhân gian luyện ngục chân chính. Hư Linh Đại Lục này là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu như nơi này cũng không chứa chấp bọn hắn, vậy bọn họ là thật sẽ tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì Hư Linh Đại Lục không có linh khí, bọn hắn cũng muốn tới nơi này. Bọn hắn chỉ muốn sống, chỉ muốn chạy trốn nhân tộc bây giờ. Nhìn người nhân tộc cách đó không xa. Trong lòng Dương Liêm Sương cũng hơi có chút phức tạp. Xác thực, trong nhân tộc, rất nhiều người là ích kỷ, vô cùng ích kỷ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người ích kỷ như vậy. Bất kể như thế nào, nhìn thấy dáng vẻ của những người kia, trong lòng Dương Liêm Sương cảm giác có chút bi thương. Nhân tộc, đã lưu lạc đến nước này. Được Dương Liêm Sương cho phép, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người lao về Hư Linh Đại Lục. Đối với chuyện này, Dương Liêm Sương cũng không có cự tuyệt. Tiếp nhận tất cả.
Nàng làm những điều này, cũng không có thông chi Dương Diệp, không phải không tôn kính Dương Diệp, mà là cảm thấy không cần phải, chút quyền lực ấy nàng vẫn phải có, hơn nữa nàng tin tưởng, Dương Diệp sẽ không quá để ý những chuyện này. Thiên Tú đi ra Hư Linh Thành, đi tới mộ địa nàng đã từng tới. Chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, còn có chút âm trầm. Mà khi nàng bước vào phiến khu vực này càng thêm âm trầm. Thoáng qua, trên mỗi một ngôi mộ đều xuất hiện một hư ảnh trong suốt. Vong linh. Số lượng khoảng chừng hơn vạn. Những vong linh này chậm rãi nhìn Thiên Tú quỳ xuống. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, hai tay nàng có chút chúi xuống. Trong chốc lát, những vong linh kia chậm rãi bay vào phần mộ của mình. Vùng này, lần nữa trở về bình tĩnh. Thiên Tú nói khẽ. Chờ ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp còn đang tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới, hiện tại hắn cơ vốn không quản. Sát ý. Hắn muốn chân chính khống chế sát ý. Bằng không thì, hắn đi đâu, đều là một mảnh huyết hồng, đây cũng không phải hắn cố ý gây nên, mà là hắn không có chính thức nắm giữ sát ý. Có thể thả, có thể thu. Mà bây giờ, hắn có thể thả, không thể thu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hư Linh Đại Lục, nhân loại tới càng ngày càng nhiều, từ trước 1000, đến bây giờ đã có mấy vạn. Mặc dù không có linh khí, nhưng ở chỗ này không có tranh đấu. Người bình thường. Không có linh khí, nhân loại nơi này hầu như biến thành người bình thường, bất quá không có người nào vì vậy mà ly khai. Bởi vì ở chỗ này, an toàn. Ngày hôm nay, Aman đột nhiên tiến vào Hồng Mông Tháp, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa còn đang tu luyện. Tuy giờ phút này quanh người Dương Diệp còn có hồng mang nhàn nhạt, nhưng so với dĩ vãng ít đi rất nhiều, hiển nhiên, hắn đã dần dần có thể khống chế sát ý tổ cảnh. Tại chỗ, Aman như muốn nói gì, nhưng cuối cùng do dự một chút không có nói. Nàng xoay người muốn rời Hồng Mông Tháp, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Man tỷ có việc gì sao? Aman dừng bước lại, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta phải về Man tộc một chuyến. Làm sao vậy? Dương Diệp đứng lên. Aman nói khẽ. Man tộc cũng rối loạn. Gia tộc của ta ở Man tộc địa vị khá cao, nhưng Man tộc bây giờ, đừng nói gia tộc ta, ngay cả hoàng tộc cũng có chút bản thân khó bảo toàn, đặc biệt là giờ phút này Man Vương bị thương. Tuy ta lựa chọn rời khỏi gia tộc, nhưng bây giờ, gia tộc cần ta, cho nên ta tới tạm biệt ngươi. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Ta đi với ngươi. Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Không cần, ta. Dương Diệp nói khẽ. Mấy ngày nay, ta nghĩ một ít chuyện, Phù Tịnh, Tần Xuyên, Đao Cuồng, Linh, còn ngươi nữa. Các ngươi đều có thân nhân, có gia tộc, mà giờ khắc này, bách tộc đã loạn, thân nhân của bọn hắn sợ là đều không thể nào dễ chịu, cho nên ta quyết định, tiếp thân nhân của bọn hắn đến nơi này, ở chỗ này, mặc dù không có linh khí, nhưng lại có một phần bình tĩnh. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Từ nay về sau, thân nhân của bọn hắn, do Dương Diệp ta bảo vệ. Tiếp thân nhân của đám người Vu Tịnh đến Hư Linh Đại Lục, ngay từ đầu Dương Diệp đã có ý tưởng này. Bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ đã triệt để loạn, thân nhân của đám người Vu Tịnh tình cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Mà Dương Diệp hắn, có trách nhiệm bảo vệ thân nhân của đám người Vu Tịnh. Aman nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ. Không cần phải một mực áy náy. Áy này. Aman rất rõ ràng, đám người Vu Tịnh vẫn lạc, này với Dương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn áy náy một đời. Aman lại nói. Bọn hắn chắc chắn không hy vọng ngươi cả đời đều sống ở trong tội lỗi. Hảo hảo sống sót, thay bọn hắn sống sót, được không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Được. Aman mỉm cười. Vậy đi thôi, theo ta đi Man tộc. Cứ như vậy, hai người đi ra Hư Linh Đại Lục. Man Giớ Ly. Thời khắc này Man tộc cũng loạn thành một đoàn, đặc biệt là sau khi Man Vương bị thương, thời khắc này Man Vương đã không thể trưởng khống Man tộc, bởi vậy Man tộc có thể nói là quần long vô thủ chân chính. Cổ Man Phủ. Aman mang theo Dương Diệp đi tới trước gia tộc của nàng, hai người vừa xuống đất, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Kaman. Nhìn thấy Aman, lão giả nhíu mày. Aman. Aman nhẹ gật đầu. Ta muốn gặp tộc trưởng.
tộc trưởng sẽ không gặp ngươi. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói băng lạnh. Dương Diệp quay đầu nhìn, chỗ đó, một thanh niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này, lông mày A-man không khỏi nhíu lại. Lúc này, thanh niên kia chạy tới trước mặt A-man, thanh niên lạnh lùng nhìn thoáng qua A-man, châm chọc nói. A-man ngươi không phải tuyên bố rời khỏi gia tộc sao? Như thế nào, hiện tại lại trở về? Chậc chậc, lúc nào A-man ngươi nói chuyện cũng giống như đánh rắm rồi hả? A-man nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía lão giả. Ta muốn gặp tộc trưởng. Lão giả kia có chút khó xử, nhưng lúc này, thanh niên bên cạnh hắn lại nói. Gặp tộc trưởng, A-man, ngươi có biết, tộc trưởng đã chết hay không? Chết rồi. Sắc mặt A-man biến hóa. Cổ Khoa, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Thần sắc của thanh niên hơi có chút dữ tợn. Ngươi tên phản đồ này, ngươi có biết, sở dĩ tộc trưởng chết, toàn bộ là bởi vì ngươi. Lúc trước ngươi không để ý toàn tộc phản đối, một mình ngưu phản gia tộc đi giúp Dương Diệp, bởi vì chuyện này, cổ man gia ta bị cả man tộc nhằm vào, tộc trưởng bị man vương coi đây là cái cớ tiêu diệt, mà 13 linh mạch của cổ man gia ta, cũng bị man vương cùng tư bát gia, nam tư gia chiếm đoạt. Không có linh khí, cổ man gia ta hiện tại ngay cả gia tộc tam lưu cũng không tính, hiện tại, cả man tộc, có chút thực lực đều sẽ tới cổ man gia chúng ta cướp đoạt một phen, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi. Nói đến đây, cổ Khoa có chút kích động, thò tay đi bắt A-man. Bất quá tay của hắn còn chưa tiếp xúc tới A-man, đã bị một cánh tay nắm. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt A-man, Dương Diệp nói. Bình tĩnh một chút, tỉnh táo. Cổ Khoa căm tức nhìn Dương Diệp. Ngươi là cái thá gì, cút ngay cho lão tử. Một tiếng nổ vang lên, thoáng qua, cả người cổ Khoa bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm lên tường thành. Lão giả biến sắc, muốn ra tay, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, một thanh huyết kiếm chống đỡ ở mi tâm lão giả, thân thể lão giả cứng ngắc ngay tại chỗ. Dương Diệp quay người nhìn A-man, A-man nói khẽ. Chúng ta vào thôi. Nói xong, nàng tiến vào cổ man phủ. Dương Diệp đi vào theo. Trong một gian đại điện, Dương Diệp cùng A-man đứng ở giữa đại điện, ở chung quanh hai người bọn họ, là tộc nhân của A-man. Mà ở trước mặt hai người, là một lão giả tóc trắng. Lão giả này, là một vị trưởng lão của cổ man gia, hiện tại trưởng quản cổ man gia. Tam thúc. A-man nói khẽ. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua A-man, sau đó thấp giọng thở dài. Đừng trách cổ Khoa, phụ thân hắn vì bảo vệ linh mạch, bị cường giả của nam tư gia giết, việc này đối với hắn đả kích không nhỏ. A-man nhẹ gật đầu, đang muốn nói, ngay lúc này. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp nhíu mày, quay người nhìn về bên ngoài. Bên ngoài đại điện, mười mấy người đột nhiên rơi xuống. Cầm đầu là một trung niên mặc hoa bào, là một vị thánh nhân, những người ở bên cạnh hắn, thấp nhất đều là đại thiện cảnh. Nam tư gia. Sắc mặt lão giả tóc trắng trầm xuống, hắn mang theo mọi người đi ra đại điện. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm trung niên hoa bào. Nam Tư Nhạc, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt? Nam Tư Nhạc cười nhẹ. Đương nhiên sẽ không, hôm nay tới, là muốn tìm cổ man gia mua sắm một món bảo vật, là mua sắm, không phải đoạt. Lão giả tóc trắng đang muốn nói, Nam Tư Nhạc kia lại nói. Man Hoàng Giáp, theo ta được biết, cổ man gia ngươi còn có Man Hoàng Giáp, ta đối với món bảo vật này rất có hứng thú, kính xin cổ man gia bỏ thứ yêu thích. Man Hoàng Giáp. Nghe vậy, người cổ man gia sắc mặt khó coi. Man Hoàng Giáp, đây chính là chí bảo của cổ man gia, mặc dù không phải bảo vật tổ giai, nhưng ở trong thánh nhân có thể xếp top đầu. Trọng yếu hơn là, Man Hoàng Giáp là tín vật của cổ man gia. Tín vật của gia chủ. Sắc mặt lão giả tóc trắng tức giận tái nhợt. Nam Tư Nhạc, Nam Tư gia ngươi thật khinh người quá đáng, ta. Khinh người quá đáng. Nam Tư Nhạc cười lạnh nói. Là bắt nạt cổ man gia ngươi, các ngươi có thể thế nào? Không sợ nói cho các ngươi biết, hiện tại man tộc đã chứa không nổi cổ man gia ngươi. Lão giả tóc trắng còn muốn nói gì nữa, lúc này A-man đột nhiên nói. Tam thúc không cần nói nữa. Lão giả tóc trắng nhìn về phía A-man, A-man nói khẽ. Đối với man vương cùng với hai gia tộc bọn họ mà nói,
hiện tại đúng là thời điểm diệt sạch cổ man gia ta, cơ hội này, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Tam Thúc hẳn minh bạch đạo lý này. Nghe vậy, sắc mặt lão giả tóc trắng có chút trắng bệch. Mà mọi người cổ man gia ở chung quanh cũng như thế. Tiểu nữ oa kia ngược lại rất hiểu chuyện. Nam Tư Nhạc cười lạnh nói. Ai kêu lúc trước cổ man gia các ngươi đứng sai đội. Được rồi, đừng nói nhảm, giao man hoàng giáp ra đi. A-man, đều là ngươi. Ngay lúc này, cổ khoa đột nhiên căm tức nhìn A-man. Ngươi thấy được chưa, hiện tại cổ man gia ta rơi vào tình cảnh như thế này, đều là ngươi, ngươi tên phản đồ này, ngươi là tội nhân của cổ man gia ta, ta. Lại nói một câu, ta để cho ngươi đầu rơi xuống đất. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trong lòng cổ khoa cả kinh, nhìn về phía Dương Diệp không nhìn hắn, mà nhìn về phía A-man. Thật có lỗi. A-man khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Tư Nhạc, người kia nhíu mày. Chúng ta có phải đã gặp nhau hay không? Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người Nam Tư Nhạc, nhưng đúng lúc này, A-man đột nhiên nói. Thôi. Dương Diệp nhìn A-man nói khẽ. Bọn hắn chết, sợ là cổ man gia ta rất khó ly khai man giới. Dương Diệp trầm mặc. A-man lại nói. Chúng ta an tĩnh ly khai là tốt rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Để cho bọn hắn cùng ta đi thôi. A-man đang muốn nói, lúc này Nam Tư Nhạc đột nhiên nói. Đi, muốn đi, thật sự là buồn cười, cổ man gia ngươi đã đến loại trình độ này, vậy mà còn muốn đi, ta. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, thoáng qua, hơn 10 đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên. Suy suy suy, ngoại trừ Nam Tư Nhạc. Những người chung quanh đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ngây dại. Những người kia đều là cường giả đại thiện cảnh A. Cứ như vậy bị miểu sát chết rồi. Nam Tư Nhạc ngẩn ngơ, sau một khắc, hai mắt hắn trợn lên. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp. Hai chữ này vừa xuất hiện, trong tràng hiện lên vẻ kinh sợ. Hiện tại đại thiên vũ trụ, ai không biết Dương Diệp. Đây chính là người tàn nhẫn số một của đại thiên vũ trụ A. Cách đó không xa, yết hầu cổ khoa lăn lăn, trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Người cổ man gia cũng khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới. Lúc trước A-man rời gia tộc là đi giúp ai, không phải là Dương Diệp sao? Nghĩ đến tận đây, tâm tình người cổ man gia đột nhiên buông lỏng. Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Nam Tư Nhạc, sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi, trốn. Tuy hắn là thánh nhân, nhưng giờ phút này đối mặt là Dương Diệp A. Người trước mắt này, làm cho hắn ngay cả ý tưởng trốn cũng không có. Dương Diệp ngừng lại, sau đó nói. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giết ngươi. Nói xong, tay phải vung lên. Một thanh huyết kiếm bắn nhanh ra. Mà thời điểm thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, sắc mặt Nam Tư Nhạc đại biến, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Cùng lúc đó, hắn quay người hóa thành một vệt ánh sáng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí huyết sắc xẹt qua chân trời, thẳng vào mây xanh. A! À, tiếng kêu thảm thiết từ trong không trung vang lên, thoáng qua, một thanh huyết kiếm điện xạ xuống, đâm vào trên mặt đất. Ở bên cạnh huyết kiếm, là một cái đầu lâu máu rầm rề. Đúng là đầu lâu của Nam Tư Nhạc. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô cùng an tĩnh. Một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Hai kiếm. Hai kiện giết một vị thánh nhân. Mà vị thánh nhân này ngay cả sức đánh trả cũng không có. Tay phải Dương Diệp thò ra, trong chốc lát, huyết kiếm bay về trong tay hắn, nắm huyết kiếm, Dương Diệp quay người nhìn A-man. Để cho tộc nhân ngươi chuẩn bị một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp hóa thành một đạo huyết quang bay lên. Ngươi đi đâu vậy? A-man vội hỏi. Yên lặng một cái chớp mắt, chân trời truyền đến một giọng nói. Đi tàn sát vài gia tộc. A-man. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.